Ta thấy có rất là nhiều công việc, tuy nhiên những cái công việc này người ta sẽ phải tiến hành làm ngay lập tức, và chủ yếu là người ta dựa trên những cái công việc gang, thì đường gang này là cái đường mà nó nối giữa các cái công việc gang, và người ta sẽ căn cứ trên cái đường gang đó để người ta thực hiện những cái công việc này. Đồng thời thì tổng thời gian để mà xác định được cái tổng thời gian dự kiến hoàn thành cái dự án này thì người ta sẽ lấy thời gian của từng công việc gang cộng lại thì nó sẽ ra được cái tổng thời gian mà chúng ta hoàn thiện cái dự án này. Thì đó là cái bước gọi là lập tiến độ thực hiện dự án. Chúng ta cần lưu ý. Bước đầu tiên mà chúng ta cần lập trong cái giai đoạn 6 này đó là xây dựng cái sơ đồ mạng công việc. Thì sơ đồ mạng công việc có nghĩa là sao? Thì các em sẽ thấy là sơ đồ mạng công việc nó là một cái kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ. Đa số thì khi mà chúng ta nhìn vào một cái bản mô tả dự án thì chúng ta sẽ thấy ở cái sơ có các cái dạng sơ đồ mạng công việc. Đây, ở dưới đây mình có một cái ví dụ. Chẳng hạn như là ở đây chúng ta thấy rằng là thay vì là người ta sẽ kẻ ô ra, kẻ bảng giống như là ở đâu? Ở đây, trước chúng ta thì từ cái bảng này này, đây, từ cái bảng này bắt đầu người ta vẽ ra một cái sơ đồ. Chúng ta căn cứ trên các cái bảng này, chẳng hạn như ở đây chúng ta có mục tiêu 1, mục tiêu 2, mục tiêu 3, đúng không ạ? Mục tiêu 1 này, mục tiêu 2, mục tiêu 3, mục tiêu 4, có 4 mục tiêu cụ thể. Thì ứng với mỗi mục tiêu này thì người ta sẽ vẽ một cái sơ đồ mạng. Vẽ một cái chẳng hạn như là chúng ta có thấy rằng là đây là cái công việc rồi cái công việc trước công việc sau thì chúng ta đã xác định được rồi thời gian thời gian thực hiện của mỗi công việc thì chúng ta cũng đã có rồi. Thì từ cái này từ cái công việc để mà thực hiện cái mục tiêu một đó là thiết kế thì chúng ta sẽ vẽ nó thành một cái sơ đồ. Tại vì theo khi mà chúng ta mô tả cái này là một cái quy định bắt buộc, khi mà chúng ta mô tả một cái bản dự án thì nó sẽ có một cái phần chúng ta phải vẽ sơ đồ. Thì từ cái sơ đồ đó thì chúng ta mới tính toán được cái thời gian bắt đầu và thời gian nhìn vào đây thì chúng ta không thể xác định được cái thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc của mỗi công việc mà người ta phải chúng ta phải vẽ được cái sơ đồ đó đồ đó ra. Từ cái sơ đồ đó thì chúng ta mới tính toán được và từ đó người ta mới xác định được là cái công việc nào trong chẳng hạn là công việc nào trong 7 công việc này là công việc gang. Thì từ đó thì người ta sẽ những cái công việc gang đó thì người ta sẽ tiến hành thực hiện ngay lập tức, không được trì hoãn. Tổng cái khối lượng thời gian để hoàn thành cái công việc các cái công việc này thì không phải là chúng ta cộng tất cả các thời gian này lại đâu, chẳng hạn 1 cộng 4 cộng 5 cộng 4 cộng 5 cộng 4 cộng 5 đâu, mà người ta sẽ cộng những cái công việc gang. Thì tôi lấy ví dụ như là khi mà người ta tính toán ra thì có thể là trong 7 công việc này thì người ta xác định ra được 3 cái công việc là công việc gang. 3 cái công việc là công việc gang có nghĩa là cái công việc 3 cái công việc này phải phải thực hiện. Và khi thực hiện 3 cái công việc này coi như là thực hiện hoàn thành 7 cái công việc này, có nghĩa là gì? Cái thời gian dự kiến người ta chỉ cần lấy 3 công việc đó cộng lại mà thôi. Đó là lý do tại sao mà nó có một cái bước gọi là lập tiến độ dự án. Và trong cái bước lập tiến độ dự án này thì chúng ta phải xây dựng được cái sơ đồ mạng dựa trên các cái công việc mà chúng ta đã tiến hành, đúng không ạ? Thì nó gọi là cái sơ đồ mạng công việc. Các em sẽ thấy rằng là trong bất kỳ một cái bản mô tả dự án nào sau này chúng ta có tham gia hay không, hoặc là chúng ta có đọc qua hay không thì chúng ta sẽ thấy có những cái bảng này người ta gọi là sơ đồ mạng công việc. Thì sơ đồ mạng công việc thì ở đây thì mà khái niệm sơ bộ một tí thì nó là một cái kỹ thuật trình bày kế hoạch tiến độ, mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà mình nói rồi, ba cái bước trước chúng ta đã làm được. Thứ nhất là chúng ta xác định các cái công việc cần phải thực hiện để mà hoàn thành mục tiêu đó, rồi thứ tự của các công việc đó như thế nào, đúng không ạ? Cái nào trước, cái nào sau, cái nào có thể bắt đầu trước, cái nào bắt đầu sau, cái nào có thể công việc các công việc nào có thể được tiến hành một cách đồng thời, thì tôi cũng hướng dẫn cho các em rồi, rồi cũng như là ước lượng thời gian của hoàn thành mỗi công việc đó thì chúng ta cũng đã thực hiện rồi, đúng không ạ? Thì sau khi mà chúng ta đã có được các cái thông tin đó rồi thì chúng ta sẽ tiến hành vẽ một cái sơ đồ mạng. Thì đó lý do tại sao mà nó cái sơ đồ mạng này nó mô tả dưới dạng sơ đồ mối quan hệ liên tục giữa các công việc đã được xác định cả về thời gian và thứ tự trước sau. Thì nếu mà nó cao cấp hơn một tí thì nhiều lúc là người ta còn sử dụng cái sơ đồ mạng này để mà người ta tính toán liên quan đến vấn đề chi phí nguồn lực vân vân. Tuy nhiên thì ở đây thì mình cũng cung cấp những cái kiến thức cơ bản thôi, còn lại những cái cấp độ cao hơn thì các em có thể tìm hiểu thêm. Rồi, mạng công việc nó là sự nối kết các cái công việc và các sự kiện.
Thì sơ bộ chúng ta nắm như vậy. Thì chẳng hạn như là ở đây chúng ta sẽ thấy này, ở đây chúng ta có công việc A. Công việc A là công việc gì, đúng không? Công việc B là công việc gì? Công việc C, công việc D, công việc E, công việc F, công việc G, công việc H và công việc Y. Điều đó có nghĩa rằng làm trong cái bảng mà mô tả thì chúng ta sẽ thấy rằng nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 công việc, đúng không ạ? 9 công việc để mà chúng ta cần phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu. Thì nôm na chúng ta phải biểu diễn. Đây, cái này là cách biểu diễn, đúng không ạ? Và nó có một cái khái niệm là công việc A và công việc V được, nếu mà chúng ta nhìn vào đây, tôi giải thích sơ bộ một tí thôi, để tí nữa chúng ta vào thì chúng ta sẽ hiểu. Thì nhìn vào cái sơ đồ mạng này, người ta biết được rằng công việc A thì có thời gian thực hiện là 5 ngày, đúng không ạ? Nó kéo dài từ sự kiện số 1 đến sự kiện số 2. Và khi mà nhìn vào cái sơ đồ này thì chúng ta có thể hiểu được rằng là công việc A và công việc B được tiến hành một cách đồng thời. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta thực hiện các cái công việc thì cái công việc A này và công việc B này thì có thể tiến hành một cách đồng thời song song, đúng không ạ? Và nhìn vào đây thì chúng ta biết được rằng là công việc C, đây này, tôi lấy ví dụ đây là công việc C, thì cái thời gian để mà hoàn thành công việc A là 5 ngày, thời gian hoàn thành công việc B là 7 ngày. Nó có một cái đặc điểm là người ta sẽ sử dụng cái sơ đồ mạng này, và chúng ta phải đọc hiểu được các cái sơ đồ mạng này. Thực ra không phải đọc hiểu đâu, mà chúng ta phải vẽ được cái sơ đồ mạng này. Rồi, công việc C thì chúng ta thấy là công việc C nó bắt đầu từ 2 đến 4. Mà cái sự kiện 2 này là cái sự kiện kết thúc của cái công việc A. Thì nhìn vào đây chúng ta có thể hiểu được rằng là gì? Cái công việc C này chỉ có thể được bắt đầu khi mà công việc A kết thúc. Đây, chúng ta thấy không? Công việc A này. Công việc A thì nó bắt đầu từ sự kiện số 1 đến sự kiện số 2. Có nghĩa rằng là cái khoảng thời gian để nó hoàn thành cái công việc A này là từ sự kiện số 1, số 2. Cũng tương tự như tại vậy, chúng ta thấy này, công việc D này chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc B kết thúc. Đây, chúng ta cứ nhìn vào cái điểm mà nó xuất phát ra. Chẳng hạn như là công việc D này nó xuất phát từ cái số 3, đúng không ạ? Thì nôm na 3 đến 4 thì chúng ta hiểu rằng là cái công việc D này nó chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc. Cũng tương tự như vậy, khi mà nhìn vào cái sơ đồ này chúng ta thấy công việc F không? Thì công việc F này thì nó bắt đầu từ cái điểm số 4, mà cái điểm số 4 này là cái đầu kết, cái sự kiện kết thúc của công việc C và công việc D. Thì chúng ta hôm nay chúng ta nhìn vào đây, chúng ta có thể hiểu được rằng là công việc F này chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và công việc D kết thúc. Đó lý do tại sao mà mình nói rồi, ở trong cái khi mà chúng ta nhìn cái bảng mô tả liên quan vấn đề là tiến độ thực hiện dự án, thì chúng ta phải hiểu được rằng là công việc nào trước, công việc nào sau, công việc nào công việc nào chỉ có thể bắt đầu khi công việc nào kết thúc. Thì chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như ở đây F, đúng không ạ? F thì người ta thấy rằng là gì? Ở cái công việc F này thì chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và công việc D kết thúc. Cũng tương tự như vậy, công việc E thì công việc E này nó chỉ có thể bắt đầu khi công việc B này kết thúc. Này, thì đó là do tại sao người ta vẽ như kiểu này. Rồi, công việc, tôi lấy ví dụ như là công việc G. Công việc G này chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc E kết thúc. Công việc H này chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc E kết thúc. Rồi, cái công việc Y này chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc F và công việc G kết thúc. Và tất cả thì nó hoàn thành dự án tại một cái điểm là sự kiện số 7. Thì người ta đưa đây thì nôm na đó lý do tại sao mà người ta gọi đây là một cái sơ đồ mạng. Thì bất kể một cái, sau khi mà chúng ta mình nói rồi, sau khi mà chúng ta ở trong cái dự án của chúng ta cũng tương tự như vậy, sau khi mà chúng ta đã xác định các cái công việc, đúng không ạ? Rồi thứ tự của các công việc, thời gian thực hiện các công việc. Đây, thời gian thì nôm na thì người ta thể hiện chẳng hạn như là công việc E này là cái thời gian thực hiện cái công việc E này là 11 ngày đi, hoặc là 11 giờ hay là 11 tiếng hay là 11 năm gì đó, đúng không ạ? Rồi công việc khác này thì đây là cái cách mà người ta biểu diễn trên sơ đồ. Để mà biểu diễn trên sơ đồ thì nó có hai cách. Thì trước hết thì mình trình bày sơ bộ liên quan tới cái vấn đề đó là cái tác dụng của sơ đồ mạng công việc có nghĩa là sao. Thì nhìn vào cái sơ đồ mạng công việc này thì chúng ta có thể hiểu được rằng là cái gì, nó phản ánh cái mối quan hệ tương tác giữa các cái nhiệm vụ, các công việc của dự án. Chẳng hạn như là nhìn vào đây thì chúng ta biết được rằng là công việc F này chỉ có thể bắt đầu khi công việc E và công việc D kết thúc. Thì nôm na ở đây thì chúng ta có thể hiểu là gì, nó phản ánh cái mối quan hệ tương tác giữa các nhiệm vụ, các công việc của dự án. Và một trong những cái điều gọi là quan trọng nhất để đối với cái tác dụng của cái sơ đồ mạng công việc này là chúng ta có thể, chỉ có thể dựa vào cái sơ đồ mạng công việc này thì chúng ta mới có thể xác định được cái ngày bắt đầu, ngày kết thúc, thời hoàn thành của dự án.
Chứ còn lại thì nếu mà chúng ta vẽ cái bản giống như là lúc nãy tôi trình bày á, thì chúng ta không thể xác định được cái ngày bắt đầu và ngày kết thúc cũng như là thời hạn hoàn thành dự án. Tại vì vấn đề là để có thể xác định được cái thời hạn hoàn thành dự án, ngày bắt đầu ngày kết thúc, thì chúng ta phải xác định được các cái công việc răng. Để mà có thể xác định được các cái công việc răng thì chúng ta phải vẽ được cái sơ đồ mạng công việc. Từ cái sơ đồ mạng công việc thì chúng ta mới xác định đây, trên cơ sở đó thì chúng ta xác định các cái công việc răng và đường răng của dự án. Rồi nôm na thì cái sơ đồ mạng này ngoài cái vấn đề là liên quan đến vấn đề là xác định ngày bắt đầu, ngày kết thúc cũng như là thời hạn hoàn thành dự án, thì chúng ta thấy rằng là nó là cái cơ sở để tính toán thời gian dự trữ của sự kiện và các công việc nha. Có nghĩa rằng là gì, ứng với mỗi công việc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì, à nó sẽ có, chúng ta coi thử là nó có thể trì hoãn được hay không. Thì để có thể biết được rằng là cái công việc đó có thể trì hoãn hay không thì chúng ta cần phải xác định được cái thời gian dự trữ của mỗi công việc. Nếu mà cái thời gian dự trữ của nó bằng không thì nôm na chúng ta hiểu rằng cái công việc đó không có thể trì hoãn được, không có thể trì hoãn được. Thì nôm na là gì, chúng ta phải bắt buộc khi mà tới chẳng hạn như là sau khi mà chúng ta xác định được, tôi lấy ví dụ như là sau khi mà chúng ta vẽ được cái sơ đồ này, chúng ta tính toán ra thì chúng ta thấy rằng là gì, à cái công việc F này thời gian dự trữ của nó bằng không, điều đó là gì, nó không có thể trì hoãn được. Có nghĩa là sau khi mà kết thúc cái công việc C và công việc D thì cái công việc F này phải bắt đầu luôn, không thể trì hoãn. Thì đó là lý do tại sao mà người ta cần phải xác định được cái thời gian dự trữ của các sự kiện, của các công việc. Rồi ngoài ra thì nó cho phép xác định những cái công việc nào phải được thực hiện kết hợp nhằm tiết kiệm thời gian và nguồn lực, đồng thời để đạt được mục tiêu về thời hạn hoàn thành dự án. Thì ngoài ra thì cái sơ đồ mạng công việc này nó là cơ sở để lập kế hoạch, kiểm soát, theo dõi cái kế hoạch tiến độ và điều hành dự án. Thì đây là những cái tác dụng, cái lợi ích của cái sơ đồ mạng công việc này mang lại khi mà chúng ta áp dụng vào trong cái vấn đề là lập tiến độ thực hiện dự án. Thì phương pháp biểu diễn sơ đồ mạng công việc thì các em lưu ý rằng là đây 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 là một cái loại gọi là phương pháp biểu diễn theo cái kiểu gọi là AOA. Thì nói về cái phương pháp để mà biểu diễn mạng công việc này thì nó có hai phương pháp. Đó là lý do tại sao mà các em lưu ý rằng là khi mà chúng ta làm liên quan đến cái bước này thì các em có thể sử dụng một trong hai phương pháp đặt. Thì ở đây nó có hai phương pháp, đó là phương pháp đặt công việc trên mũi tên, đặt công việc trên mũi tên. Nó gọi là AOA. AOA thì nó viết tắt bởi cụm từ là Activities on Arrow, hoặc là phương pháp đặt công việc trên các nút. Thì nó có cái thuật ngữ là AON, gọi là Activity on Node. Thì chúng ta có thể lựa chọn một trong hai. Tuy nhiên thì ở đây thì cái phương pháp mà đặt công việc trong các cái nút thì nó đơn giản, hai cái đều giống như nhau cả thôi, nó chẳng có gì khác nhau cả. Tuy nhiên thì vấn đề là ở đây thì mình chủ yếu là khi mà mình làm các cái bài liên quan đến quản trị dự án á, thì chủ yếu là mình hướng dẫn cho các em làm dưới dạng AON thôi. Cái AOA thì nó hơi phức tạp một tí, mặc dù cái cách tính rồi gì mọi thứ đều như nhau, nó không có gì khác nhau cả thôi. Trong đó thì cái phương pháp đặt công việc trong các nút này thì người ta hay được sử dụng hơn so với, tất nhiên rồi, tùy thôi, tùy sự lựa chọn của chúng ta mà thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì ở đây mình chẳng hạn khuyến cáo thôi, trong thực tế thì nếu mà chúng ta làm thì cái phương pháp đặt công việc trong các nút này nó sẽ dễ dàng hơn. Và có một cái đặc điểm đó là cả hai phương pháp này thì đều có chung nguyên tắc là để có thể bắt đầu một công việc mới thì các công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là ở đây khi mà chúng ta biểu diễn sơ đồ mạng thì chúng ta thấy rằng là gì, công việc F hoặc là công việc D hoặc là công việc E này chỉ có thể bắt đầu khi công việc trước nó phải hoàn thành. Công việc trước nó phải hoàn thành. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là để mà có thể bắt đầu một công việc mới thì các cái công việc sắp xếp trước nó phải được hoàn thành. Các mũi tên được vẽ theo chiều từ trái sang phải, nó có một cái khái niệm khi chúng ta biểu diễn cái sơ đồ mạng này thì bao giờ chúng ta cũng phải biểu diễn từ trái sang phải, không có biểu diễn từ phải sang trái. Phản ánh quan hệ logic trước sau giữa các công việc, nhưng độ dài mũi tên lại không có ý nghĩa phản ánh độ dài thời gian. Cái độ dài của mũi tên thì chúng ta vẽ dài như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là chúng ta sẽ xác định được cái chiều mũi tên nó sẽ đi từ trái sang phải. Thì nó sẽ có hai phương pháp, mình nói lại nó có hai phương pháp, đó là phương pháp đặt công việc trên mũi tên. Phương pháp ở đây chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là ở đây thì người ta đang áp dụng cái phương pháp gọi là AOA,
AOA này, gọi là Activity on Arrow, đúng không ạ? Phương pháp là đặt công việc trên mũi tên. Ở đây chúng ta thấy cái mũi tên không? Mũi tên nó bao giờ người ta cũng hướng từ trái sang phải. Đây, từ trái sang phải. Và cái phương pháp AOA này thì người ta sẽ đặt đây, người ta sẽ ghi cái công việc trên phía bên trên cái mũi tên này. Đây, chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy không? Công việc A này, đúng không ạ? Và bao giờ người ta cũng mở ngoặc ra là 5. Thì ở đây thì lưu ý rằng nó là cái thời gian thực hiện cái công việc A này là 5 ngày. Và cái chiều cái độ dài của cái mũi tên này dài ngắn không quan trọng, đúng không ạ? Không quan trọng, chúng ta vẽ sao cho nó hài hòa trong một cái khoảng trong một cái ô cái tờ giấy cho nó phù hợp thôi. Dài ngắn không quan trọng, quan trọng là chúng ta phải biểu diễn nó một cách chính xác, để từ đó mà các cái bên tham gia thực hiện dự án này, khi người ta nhìn vào cái bản mô tả dự án này, người ta hiểu được người ta hiểu được là chúng ta biểu diễn đúng. Để mà người ta hiểu được thì chúng ta phải biểu diễn đúng. Và chúng ta thấy không, cái mũi tên này nó bao giờ nó cũng đi từ trái sang phải, dù là nó hướng lên hay hướng xuống thì nó cũng phải gì, từ trái sang phải, đúng không ạ? Đây thì cái ví dụ ở trong cái này thì hiện nay là người ta đang biểu diễn theo cái hình thức gọi là phương pháp AOA. AOA đó là cái phương pháp mà đặt công việc trên mũi tên. Các em lưu ý là đặt công việc trên mũi tên AOA, Activity on Arrow. Thì để mà có thể thì cái phương pháp AOA là gì, mình sẽ hướng dẫn cho các em cái cách để mà chúng ta biểu diễn theo cái AOA. Thì phương pháp AOA là phương pháp biểu diễn sơ đồ mạng, trong đó các công việc được biểu diễn trên các cung. Nhớ nha, trong đó các công việc được biểu diễn trên các cung. Các cung này là mũi tên, đây mũi tên. Bắt đầu và kết thúc của các cung là các nút tròn, đây bắt đầu kết thúc, bắt đầu và kết thúc của các cung, cái cung này là kéo dài từ cái nút tròn này cho đến nút tròn này. Thì các nút tròn biểu diễn cho sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc của nó. Thì chúng ta thấy rằng là bất kỳ một cái công việc nào nó cũng sẽ có cái gọi là sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc. Khi mà biểu diễn bằng cái phương pháp AOA này, chúng ta thấy rằng là nó bao giờ nó cũng có một cái mũi tên, đúng không? Nó có một cái nút tròn trước và cái nút tròn sau. Cái nút tròn trước người ta gọi là sự kiện bắt đầu của công việc A, và cái nút tròn sau thì người ta gọi là sự kiện kết thúc của cái công việc A. Và các cái sự kiện này có thời gian bằng không, có nghĩa rằng là cái khoảng thời gian thì nó được thể hiện, nó đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là trên cái thời gian này thì người ta không, cái sự kiện này người ta không có ghi thời gian, mà chỉ người ta chỉ ghi thứ tự thôi. Có thể là ở đây người ta ghi số 1, chẳng hạn như là công việc A này thì được biểu diễn theo phương pháp AOA là gì, từ 1 đến 2, từ sự kiện 1 đến sự kiện 2. Trên cái mũi tên người ta vẽ cái mũi tên kết nối từ cái sự kiện 1 đến sự kiện 2, và trên đó người ta ghi chữ A, thì nôm na là gì, cái cách để mà người ta biểu diễn cái công việc A theo phương pháp AOA, nhớ nha. Rồi tương tự như vậy, từ cái công kết thúc của công việc A, có nghĩa là sự kiện kết thúc sự kiện của công việc A, thì có thể là bắt đầu cái sự kiện bắt đầu của công việc B. Đây chẳng hạn như chúng ta thấy rằng là, và có một cái khái niệm khi mà chúng ta biểu diễn thì nó phải mang tính chất là gì, có sự kết nối tương tác quan hệ giữa các công việc với nhau. Các em cần lưu ý đó lý do tại sao người ta nói là các cái sự kiện này có thời gian bằng không. Ở đây sự kiện không quan trọng, nó chỉ là một cái nút tròn kết nối giữa cái cung, các cái cung mũi tên, và trên đó người ta ghi các cái công việc trên trên cái cung mũi tên này. Thì AOA nó là một cái sơ đồ mạng, trong đó công việc đặt trên đường, đây công việc A được đặt trên đường. Và phương pháp này được sử dụng phổ biến hơn phương pháp AOA. Thực ra thì ở đây thì người ta đề cập, nhưng mà cái AOA này mặc dù nó phổ biến hơn, nhưng mà nó cái cách biểu diễn của nó phức tạp hơn AOA. Do đó thì ở đây thì mình nói rồi, AOA hay AOA thì cũng được. Ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các em cái cách mà chúng ta có thể vẽ cái sơ đồ mạng này dễ nhất và chính xác nhất. Tuy nhiên thì ở đây mình cũng hướng dẫn cho các em vẽ cái AOA thôi, đúng không ạ? Rồi công việc được đặt trên các cái công việc được đặt trên các đường có mũi tên chỉ chiều thuận của công việc. Đây, công việc được đặt trên các đường mũi tên chỉ chiều thuận của công việc. Có nghĩa là gì? Hướng từ trái sang phải, đúng không ạ? Công việc A. Trên đường này có ghi thông tin về thời gian, chi phí, nguồn lực để hoàn thành. Ở đây thì mình chỉ tập trung liên quan đến vấn đề thời gian thôi. Ngoài cái vấn đề thời gian thì cái công việc làm cái phương pháp AOA này có thể sử dụng để mà chúng ta vẽ cái sơ đồ liên quan đến vấn đề chi phí và nguồn lực. Tuy nhiên ở đây chúng ta thì tập trung liên quan đến vấn đề mặt thời gian thôi. Sự kiện được đặt tại nút
là điểm chuyển tiếp đánh dấu một nhóm công việc đã hoàn thành và khởi đầu của một nhóm công việc kế tiếp. Đó là lý do tại sao mà mình nói rồi, ứng với mỗi công việc khi biểu diễn bằng phương pháp OBA này, nó sẽ có hai sự kiện số 1 và sự kiện số 2. Nôm na là sự kiện số 1 là sự kiện bắt đầu của công việc A, và sự kiện số 2 có thể là sự kiện kết thúc của công việc A, nhưng đồng thời nó cũng có thể là sự kiện tiếp theo của công việc B. Đó là do tại sao mà chúng ta đánh theo thứ tự cho mình 1 này, 2 này, 3 này, 4, 5, 6, đúng không ạ? Chẳng hạn như ở đây chúng ta thấy không, người ta đánh là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này. Chẳng hạn như là công việc A thì được biểu diễn bằng cái phương pháp AOA, dẫn đến chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ vẽ một cái cung là đường mũi tên. Điểm bắt đầu của cung này thì người ta sẽ vẽ một cái ô tròn, đúng không? Mà người ta đánh số 1 coi như, như là sự kiện bắt đầu của công việc A. Và cái sự kiện kết thúc của công việc D thì người ta vẽ một cái nút tròn, đúng không? Người ta đánh cái số 2. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy rằng là, và các cái nút này nó không trùng nhau, không thể nào ông này là 2 thì ông này cũng 2 được, đúng không? Mà nó sẽ theo thứ tự, ông này 2 thì ông này sẽ 3, ông này sẽ 4, ông này sẽ 5, ông này sẽ 6, ông này sẽ 7. Và nôm na người ta nói rằng là cái sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc của cái dự án này là từ 1 đến 7. Đây, sự kiện bắt đầu của nó sẽ là gì? Là sự kiện số 1, và sự kiện kết thúc của nó là gì? Sự kiện số 7. Thì nôm na khi biểu diễn thì chúng ta thấy rằng là gì? Các cái này, các cái nút này gọi là sự kiện, và vấn đề là cái thứ tự nó sẽ gì? Theo thứ tự có thể là gì? 0, 1, 2, 3, 4. Người ta hay lấy cái số thứ tự 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 để mà người ta đánh các cái sự kiện này. Người ta không có lấy cái các em lưu ý là người ta không có lấy cái chữ cái, mà cái chữ cái này thường thường được sử dụng để mà chỉ cái công việc số 1, số 2, số 3, số 4. Còn cái mở ngoặc này thì ở đây thì lưu ý là chúng ta chỉ quan tâm đến mặt thời gian mà thôi. Còn lại thì có một số các cái sơ đồ mạng công việc người ta ngoài ghi ghi là 5 này, người ta phết là gì? 2 này, người ta phết một cái là 1000. Có nghĩa rằng thì công việc A này thời gian thực hiện là 5, đúng không ạ? Và cái số người thực hiện ở đây là 2, và cái tổng chi phí để mà thực hiện công việc A này có thể là 1000 đô. Thì ở đây thì mình chỉ yêu cầu các em là gì? Liên quan đến vấn đề thời gian mà thôi. Tại vì vấn đề là liên quan tới cái ma trận trách nhiệm thì chúng ta đã lập rồi, đúng không ạ? Theo cái sơ đồ thì RACI rồi, dẫn đến là không cần phải đưa vào đây. Phần này thì chỉ liên quan đến vấn đề là về mặt thời gian thực hiện thôi. Rồi, để mà có thể biểu diễn thì mình hướng dẫn cho các em cái cách biểu diễn các cái theo cái sơ đồ mạng AOA. Thì nó có các cái bước chẳng hạn như là chúng ta có công việc A này, công việc B này, công việc C này, công việc D, công việc E, công việc F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, đúng không? 6 công việc. Chúng ta tập trung giúp mình phần này, nếu mà không hiểu chúng ta nói hỏi liền. Tại vì sau khi mình hướng dẫn phần này xong thì chúng ta sẽ phải áp dụng vào cái dự án của chúng ta mỗi bạn. Đó lý do tại sao mà đợt trước mình đã khuyến cáo các em là chúng ta nên chọn ít nhất từ 7 đến 10 cái công việc để mà chúng ta có thể biểu diễn được cái sơ đồ mạng này. Chứ mà chúng ta chọn 3 thì tôi đảm bảo rằng là chúng ta không thể biểu diễn sơ đồ mạng này. Và cái phần lớn cái điểm của các em để mà có thể đạt được điểm cao thì nó rơi vào phần này. Có nghĩa rằng là những cái phần trước thì nó khá là đơn giản rồi, đúng không ạ? Nó không có gì phức tạp cả. Nhưng phần này mà nếu mà chúng ta đã tạo được 10 công việc rồi, chúng ta cũng đã xác định được thứ tự các công việc nào trước, công việc nào sau rồi, nhưng chúng ta biểu diễn sai thì coi như là gì? Khi mà mình chấm điểm, chúng ta mình thấy các em biểu diễn sai thì coi như là cái phần đó chúng ta không có điểm, đúng không ạ? Do đó thì chúng ta cần phải chú ý, không phải cứ vẽ đại là mình chấm điểm đâu, đúng không? Nên nhớ một điều là không phải vẽ đại mà chúng ta phải vẽ cho chính xác. Và những cái phần này, những cái phần trước thì mình chỉ coi lướt qua thôi, tại vì nó cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp. Nhưng phần này thì bắt buộc phải là chính xác, và cái phần này là cái phần khá là quan trọng, liên quan đến thi, liên quan đến khi mà chúng ta làm cái bài tiểu luận. Thì thực ra là bây giờ coi như là chúng ta đang làm rồi, bữa sau thì chúng ta chỉ tổng hợp lại cho mình thôi, có thể thêm bớt hoặc là gì đó thôi, chứ cũng chẳng có gì khác cả được, đúng không ạ? Do đó thì vấn đề phần này không hiểu thì hỏi mình, chứ không mà bữa sau chúng ta vẽ tàu lao đi là coi như là mất điểm là cũng hơi bị tiếc, đúng không ạ? Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy này, sau khi mà các bạn xác định ở đây, tôi lấy ví dụ như là 7 công việc đi, không 2, 4, 6 công việc, đúng không ạ? Có 6 công việc chúng ta cần phải thực hiện để mà hoàn thành mục tiêu, đúng không? Chẳng hạn tôi đánh số thứ tự, tôi sử dụng chữ cái là ABCD này, A này, B này, C này, D, E, F. Đồng thời chúng ta cũng đã xác định các cái công việc trước đó rồi, thứ tự ưu tiên của các công việc. Thì chẳng hạn như là công việc trước đó, công việc A thì không có công việc trước đó,
rồi cái công việc B cũng có không không có công việc trước đó. Thì nôm na là hai cái công việc này, nôm na chúng ta hiểu là gì? Nó được tiến hành một cách đồng thời, có nghĩa là công việc A và công việc B, tại vì trước đó nó không yêu cầu phải hoàn thiện cái công việc gì cả, được chưa? Từ công việc C chúng ta thấy rằng là gì? Để có thể bắt đầu công việc C thì công việc A trước đó phải phải bắt đầu, phải kết thúc, đúng không? Rồi công việc D để có thể mà cho mình đây chúng ta nhìn vào đây bắt đầu chúng ta mới vẽ nha. Đó là do tại sao mà các bạn cũng lưu ý là chúng ta cần phải xác định cho mình, ngoài những cái công việc thì chúng ta cũng cần phải xác định cho mình là cái công việc nào trước, công việc nào sau, đúng không ạ? Đây, nhìn vào đây chúng ta thấy là công việc D chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc, đúng không ạ? Công việc E chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc B kết thúc, và công việc F chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và D kết thúc. Chúng ta cũng đừng có quá đơn giản. Các em lưu ý rằng là ở đây thì ở mang tính kịch mà. Do đó nhiều lúc các bạn thấy nó phức tạp quá thì các bạn cứ cứ nó đơn giản hóa quá thì điểm nó cũng không được cao lắm. Tại vì tôi cũng nói rồi. Thứ nhất là cái gì nó phức tạp lên thì tôi sẽ cho điểm cao. Tại vì đó là cái sự nỗ lực của chúng ta vào cái bài tiểu luận, đúng không ạ? Do đó thì chẳng hạn như là chúng ta cứ để một ở đây thì có thể có bạn thì để thêm C D E F gì cũng được, chẳng hạn như là để có thể hoàn thành cái công việc E. Chúng ta cố gắng tạo cái tính kịch ở trong cái tiểu luận của chúng ta một tí để cho chúng ta có thể gì cao điểm hơn, mặc dù nó khó hơn nhưng mà chúng ta còn rất là nhiều thời gian để chúng ta có thể tiến hành mà, đúng không ạ? Chẳng hạn như là để có thể bắt đầu công việc C thì chúng ta có thể là gì, công việc A được rồi, công việc D thì chúng ta có thể là hoàn thành công việc AB luôn cũng được. Có nghĩa rằng là công việc trước nó thì các em lưu ý rằng là chúng ta có thể lấy từ 2 đến 3, có nghĩa là để bắt đầu công việc đó thì cần phải hoàn thiện 2-3 công việc trước, đúng không ạ? Cũng được thì điểm chúng ta sẽ cao hơn. Còn ở đây là mình lấy một cái ví dụ thôi để và tôi hướng dẫn các em để các chúng ta cái cách biểu diễn mà thôi. Vậy các cách biểu diễn như thế nào thì bao giờ cũng bắt đầu từ cái công việc đầu tiên cho đến cái công việc cuối cùng, nó theo thứ tự A B C D E F, các em cần lưu ý như vậy. Và chúng ta cần phải chú ý cho mình những cái công việc nào mà nó yêu cầu hoàn thiện trước đó nữa, đúng không ạ? Rồi chẳng hạn như là bước 1 thì chúng ta bắt đầu là bao giờ nó cũng có một cái khái niệm là bất kỳ một cái dự án nào thì nó cũng phải có một cái gì gọi là khởi sự, có nghĩa là gì, bắt đầu cái công việc đó. Thì chúng ta thấy nè, ở đây thì người ta sử dụng theo cái sơ đồ mạng là AOA. Thì sơ đồ mạng AOA thì mình nói rồi, chúng ta sẽ biểu diễn bằng các cái công việc đó dưới dạng là các cái công việc được biểu diễn trên các cái cung, đúng không? Bắt đầu và kết thúc của các cung là các nút tròn. Đây, công việc A này, đúng không? Được biểu diễn trên cung này, mũi tên này, đúng không? Và bắt đầu và kết thúc của các cung là các nút tròn biểu diễn cho sự kiện bắt đầu và sự kiện kết thúc của công việc đó. Đây, sự kiện bắt đầu, sự kiện kết thúc của công việc A. Thì tương tự như vậy chúng ta sẽ, đây là chúng ta đang áp dụng cái sơ đồ mạng AOA. Sơ đồ mạng AOA thì nó vẽ khó hơn một tí. Đó là do tại sao mà mình sẽ sử dụng cái thằng AON dễ hơn. Thì chúng ta thấy không, bắt đầu này, công việc A, đúng không? Bắt đầu người ta chúng ta bắt đầu là biểu diễn công việc A này. Công việc A sẽ được biểu diễn trên cung mũi tên. Thì bắt đầu chúng ta vẽ cái nút tròn này ra, chúng ta vẽ nút tròn này ra. Ở trên đây chúng ta ghi chữ A, đúng không? Và ở đây bao giờ chúng ta cũng đánh số thứ tự, có thể là 0 hoặc là 1. Ở đây người ta đánh 1, đúng không? Thì cái công việc A là công việc đầu tiên, dẫn đến là cái sự kiện bắt đầu của nó sẽ là 1 và sự kiện kết thúc của nó là 2, được chưa? Rồi, bắt đầu qua công việc B. Thì có một cái khái niệm là gì, công việc B cũng giống như công việc A được tiến hành một cách đồng thời, do đó nó sẽ bắt đầu từ cái nút này, nút 1 này, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là công việc B cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ để biểu diễn trên cái cung mũi tên, đúng không? Từ 1 lúc này thì chúng ta sẽ vẽ cái các em sẽ thấy là chúng ta sẽ vẽ một cái nút tròn, nhưng ở đây chúng ta sẽ đánh số 3, không đánh số 2, đúng không? Tại vì lúc nãy mình kêu thứ tự rồi, các cái sự kiện của các công việc sẽ bắt đầu đánh từ 1, 2, 3, 4 và không có khái niệm trùng nhau, không có khái niệm trùng nhau. Đây, thì nôm na cái bước 1 ở đây chúng ta thấy này, để biểu diễn công việc A và công việc B, trước nó không có công việc gì cả, có nghĩa rằng là gì? Có thể là chúng ta có thêm một cái công việc C luôn cũng được, thì từ đây chúng ta vẽ thêm một cái mũi tên ra, đúng không ạ? Công việc C, thì thông thường là chúng ta sẽ đi theo cái từ là A, B, C, đúng không? Thì chúng ta sẽ vẽ xuống dưới đây.
Tôi lấy ví dụ như chúng ta có thể gì vẽ xuống dưới đây đúng không, chúng ta vẽ một cái cầu ô tròn, chúng ta vẽ một cái mũi tên, chúng ta để chữ C và ở đây chúng ta sẽ đánh số mấy, số 4, nhớ nghe. Nếu mà chúng ta thấy rằng là gì ba công việc A B C nó bắt đầu cùng một lúc, có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện cái công việc này, chúng ta thấy rằng là công việc A B C này có thể thực hiện một cách đồng thời, thì khi mà biểu diễn thì chúng ta có thể gì bắt đầu bao giờ bắt đầu cũng một nút cả, được chưa, bắt đầu một nút này cả, bao giờ nó cũng có một nút khởi sự và một nút kết thúc. Dẫn đến là không thể nào mà khi mà chúng ta biểu diễn nó có tới 3-4 nút khởi sự mà 3-4 nút kết thúc được. Mà dù cái sơ đồ nó phức tạp cỡ nào, khối lượng cái công việc là lên mấy chục cái công việc, nhưng bao giờ chúng ta cũng thấy là người ta sẽ biểu diễn bao giờ cũng có cái nút khởi sự và nút kết thúc. Tất cả mọi công việc sẽ phải kết thúc cùng một điểm, cùng một điểm, nhớ nha. Thì ở đây thì người ta tách ra các cái bước cho các em dễ hiểu mà thôi. Rồi, bắt đầu bước thứ hai. Bước 1 chúng ta đã hiểu chưa? Ở cái bước 1 này khi biểu diễn cái công việc A và công việc B theo cái sơ đồ mạng AOA chúng ta đã hiểu chưa? Hiểu chưa? Không thấy lên tiếng, bữa nào lại hỏi lại. Chúng ta còn nghe mình nói không? Dạ còn ạ thầy ơi. Hiểu không? Cái cách dạ diễn này hiểu rồi phải không? Ừ rồi. Sơ thầy ơi. Rồi, bây giờ nè, cái công việc A mình nói là biểu diễn bằng sơ đồ mạng AOA, bao giờ nó cũng có nút bắt đầu và nút kết thúc, đúng không ạ? Nút bắt đầu của công việc A là số 1, đúng không? Nó từ cái nút tròn, cái cách biểu diễn thôi mà, từ nút tròn số 1 tới nút tròn số 2 và đánh số từ số 1 đến số 2. Đây bắt đầu công việc B. Công việc B thì chúng ta thấy rằng là gì? Nó không có công việc người ta gạch gạch như vậy. Hôm nay là không có công việc trước nó. Hôm nay chúng ta biết được rằng là gì? A và B. Và bao giờ chúng ta cũng vẽ từ A xuống F nhé. Từ A xuống F trước. Từ theo thứ tự á, chúng ta đừng có vẽ ngược lại. Chúng ta không vẽ được đâu. Công việc B cũng tương tự như vậy. Thì bao giờ nó cũng có một cái nút khởi sự. Đúng không ạ? Công việc B. Rồi. Ở đây bước thứ hai. Bắt đầu chúng ta xác định tiếp theo công việc C này. Đây. Bắt đầu công việc C. Thì nôm na là nhìn đây và đây chúng ta thấy là công việc C chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc A kết thúc, đúng không? Công việc A kết thúc thì cái công việc A kết thúc thì nó kết thúc ở sự kiện số mấy, số 2, đúng không? Dẫn đến chúng ta thấy này, cái công việc C nó sẽ bắt đầu từ nút số 2. Đây. Công nút số 2 là nút của gì? Kết thúc của công việc A nhưng đồng thời cũng là gì? Sự kiện bắt đầu của công việc C. Đúng không ạ? Chúng ta vẽ ra một cái mũi tên. Người ta nói rồi, cái độ dài ngắn của cái mũi tên này nó không phụ thuộc vào cái rồi xin lỗi các em tự. Rồi tới đây công việc C chúng ta đã hiểu chưa? Đây công việc C đúng không? Nhìn vào đây chúng ta thấy này, công việc C chỉ có thể bắt đầu, công việc C chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc, mà công việc A này kết thúc ở sự kiện số 2. Đấy, sự kiện bắt đầu, sự kiện kết thúc, đó lý do tại sao mà chúng ta cần phải có sự kết nối nhá, không phải vẽ ra hồi không thấy sự kết nối là sai đấy, được chưa? Công việc C này chúng ta thấy này, công việc C chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc. Công việc A kết thúc ở sự kiện số 2 đây. Từ đó có nghĩa là cái sự kiện số 2 này chính là cái sự kiện kết thúc của công việc A nhưng đồng thời cũng là cái sự kiện bắt đầu. Cái này là sự kiện này người ta không có tính về thời gian mà người ta chỉ là tính cái vấn đề là một cái nút thôi, nút gọi là nút sự kiện thôi, đúng không? Sự kiện bắt đầu của công việc C là 2, đúng không? Và nó kéo ra cái mình nói rồi, cái độ dài của mũi tên này nó không quan trọng. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải vẽ sao cho nó hài hòa một tí, đừng quá dài cũng đừng quá ngắn, đúng không ạ? Để người ta thấy rõ, thể hiện cái công việc của chúng ta trên đó, đúng không? Và cái công việc C này nó sẽ, đúng không, bắt đầu từ sự kiện 2 và kết thúc ở sự kiện số 4. Tại vì vấn đề là 2 này 3 thì bắt đầu tới nó là 4, được chưa? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy nè, công việc D bắt đầu qua công việc D, đúng không ạ? Công việc D này chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc, mà công việc B kết thúc, cái sự kiện kết thúc của công việc B chính là mấy? Là 3. Đây. Thì điều đó có nghĩa rằng là kết thúc của sự kiện 3 chính là bắt đầu của sự kiện 4 của công việc D. Đây.
đúng không ạ? Đây, bắt đầu này, bắt đầu là ba này, đúng không? Chúng ta vẽ ra đây, đúng không? Cứ vẽ ra một cái, bao giờ nó bị vấn đề là sơ đồ mạng nó bị diễn AOA thì nó là gì? Cứ vẽ mũi tên một cái nút tròn và cái thể hiện cái công việc trên đó là D, đúng không ạ? Và đánh số tiếp theo. Ở đây là gì? 5, được chưa? Cũng tương tự như vậy. Cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ thấy là công việc ơ. Đây. Công việc ơ chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc. Nó bắt đầu, điều đó có nghĩa là gì? Công việc D và công việc ơ này nó đều bắt đầu từ cái gì? Sự kiện kết thúc của công việc B, có nghĩa là sự kiện số 3 này. Thì dẫn đến là chúng ta biểu diễn ra, đây, người ta biểu diễn này, D ra ơ này, kéo xuống đây. Ở bước số 2 này chúng ta hiểu chưa? Ở bước số 2 này chúng ta hiểu chưa? Không ai lên tiếng hả? Tôi hỏi từng người có thử hiểu chưa? Không mất công một bữa sau lại làm không được. Cái phần này là phần gái quan trọng. Bạn Lã Thị Vân Khánh. Bước số 2 em hiểu không? Dạ. Đã mới ngủ dậy hả? Dạ. Bước số 2 này biểu diễn C, D và E. Biểu diễn cái công việc C, D và E. Em có hiểu không? Dạ có thôi. Ừ, rồi. Hiểu rồi phải không? Nôm na này, Dạ. mình nói rồi. C thì nó chỉ có thể bắt đầu. Rồi, mời bạn Thủy Tiên. Ừ. Không, mình hiểu ý rồi. Thật ra là chúng ta đừng có vẽ hết lên, người ta không có vẽ hết như vậy được, người ta không thể nào vẽ hết được. Chẳng hạn như là ý em nói rằng là bây giờ chúng ta có 50 công việc thì chúng ta sẽ vẽ một cái bảng tới 50 công việc ra. Không, người ta sẽ tách ra. Đó là do tại sao mà người ta chúng ta thấy rằng là trong một cái dự án lớn người ta sẽ tách ra rất là nhiều dự án nhỏ, đúng không ạ? Ở đây thì cũng tương tự như vậy, trong một cái chẳng hạn dự án của chúng ta đi, đúng không ạ? Chúng ta có mục tiêu tổng quát là cái thứ mà chúng ta cần đạt được, đúng không? Trong cái mục tiêu tổng quát đó nó sẽ có chẳng hạn như là nhóm của các em 5 bạn, đúng không? Đợt trước mình nói rồi, chúng ta sẽ chia ra làm 5 cái mục tiêu cụ thể, đúng không ạ? Ứng với mỗi mục tiêu cụ thể thì các bạn cũng đã tạo ra được 10 công việc để có thể gì tiến hành thực hiện, nhằm vấn đề là đạt được từng mục tiêu cụ thể như vậy. Thì lúc này tách cho mình, nhớ nghe, không có gộp lại không được đâu, gộp lại là sai đấy. Không phải là sai, nhưng mà gộp lại thì chúng ta nhiều lúc là chúng ta dễ dàng sai, và trong thực tế người ta không có gộp lại như vậy mà người ta sẽ tách ra. Đó là do tại sao mà chúng ta thấy rằng là từng dự án mới người ta tách từng mảng nhỏ để người ta kiểm soát, chứ người ta không có để một cái nôm na là chúng ta không có vẽ 50 công việc một lúc, mà lúc này các bạn tách ra giúp mình. Chẳng hạn như là mục tiêu một của các em là gì, thì cái bạn nào phụ trách, nhớ nha, bạn nào phụ trách mục tiêu một thì chúng ta xác định được 10 công việc rồi. Tôi lấy ví dụ như vậy thì các em sẽ đánh số là gì, A B C D E F G H I gì đó, đúng không ạ? À? Cho 10 công việc đó, và chúng ta chỉ vẽ, nhớ nha, chúng ta chỉ vẽ 10 công việc đó mà thôi. Chúng ta không kết hợp lại, mình không yêu cầu các em kết hợp lại, tại vì kết hợp lại thì nó phải có phần mềm cơ. Một trong những cái phần mềm làm MS Project, đáng lẽ nếu mà chúng ta học tập trung thì tôi sẽ hướng dẫn các em vẽ ở trên, không phải vẽ mà chúng ta chỉ nhập liệu và nó tự chạy thôi. Cái đó thì nó phải có phần mềm thì nó mới chạy được. Có còn mà nếu chúng ta vẽ tay thì nó không thể làm được cái điều đó đâu, và dẫn đến là nó dễ, rất là dễ sai, rất là dễ sai. Mình cũng không có yêu cầu các em làm như vậy, mà mình yêu cầu các em là gì, chúng ta sẽ tách ra. Bạn nào phụ trách phần nào thì chúng ta vẽ cho mình phần đó. Nhớ nghe, mục tiêu 1 có 10 cái công việc thì chúng ta chỉ vẽ 10 công việc đó mà thôi. Chúng ta biểu diễn sơ đồ mạng 10 công việc đó mà thôi. Bạn nào có 15 công việc, tại vì cái nếu mà vẽ tay á, nó chỉ thích hợp trong vòng khoảng 15 đến 20 công việc mà thôi, thì chúng ta mới vẽ tay được, có nghĩa là chúng ta mới có thể tính, tính tay được. Ngoài cái vấn đề vẽ xong tí nữa chúng ta cần phải tính được cơ, chứ không phải đơn giản như vậy. Dẫn đến là tôi không có muốn phức tạp hóa lên. Ở đây thì cũng mang tính chất là gì, cung cấp cho các em kiến thức cơ bản thôi. Do đó thì ở đây thì cứ tôi yêu cầu là gì, nhớ nha, mỗi nhóm, chẳng hạn lúc nãy có bạn bạn Tiên đúng không, nói nhóm bạn có 5 mục tiêu, đúng không ạ? Dẫn đến là có 5 bạn phụ trách, đúng không ạ? Và mỗi mục tiêu sẽ có 10 công việc. Ở đây thì cứ mỗi thành viên trong nhóm vẽ thôi, vẽ liên quan tới cái mục tiêu của mình mà thôi nhé. Chứ chúng ta đừng có kết hợp lại. Kết hợp lại là khác rồi. Kết hợp lại lúc này người ta sẽ tính cái
mục tiêu đó cơ. À, chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là mục tiêu tổng quát nó có 5 mục tiêu thì người ta lấy 5 cái mục tiêu đó người ta vẽ thôi. Hiểu ý không? Có nghĩa rằng là chẳng hạn như là nếu mà mang tính chất tổng quát, một cái tôi lấy ví dụ như một dự án chúng ta cần phải hoàn thiện 10 mục tiêu. Thì mục tiêu đó thì nó sẽ có các công việc cụ thể. Thì ở đây khi mà người ta biểu diễn thì người ta không có biểu diễn các công việc cụ thể của từng mục tiêu, mà người ta sẽ biểu diễn dựa trên các cái mục tiêu đó. Chẳng hạn lúc đó người ta coi cái mục tiêu 1 là công việc 1, mục tiêu 2 là công việc 2, đúng không ạ? Và người ta vẽ một cách sơ bộ thôi, ít khi mà người ta vẽ hết lắm. À, nhóm nhóm của bạn Thủy Tiên hiểu chưa? À, cũng được tùy, nhưng mà đúng rồi, cũng được tùy các em thôi. Cái vấn đề là đánh ABCD cũng được, hoặc là A1 cho đến chẳng hạn như là nhóm các em thành ABCD đúng không, và bạn 1 thì A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10 đúng không, cũng được, đâu có thành vấn đề gì đâu. Không thành vấn đề đâu, nó chỉ là mang tính chất ký hiệu thôi mà. Còn vấn đề là A1 thì điều đó có nghĩa rằng là khi mà ghi số thứ tự á, đúng không ạ? Thay vì 1 2 3 4 hoặc thì các em có thể đánh là gì? A1 A2 A3 A4 đúng không ạ? Tại vì khi mà biểu diễn thì nó để nó đỡ trùng. Ở không. Thế giờ chúng ta yên tâm đi, mình không có yêu cầu các em vẽ theo cái AOA này đâu, mà tôi sẽ yêu cầu các em vẽ theo cái AON. AON thì nó có một cái khái niệm là nó không có sự kiện bắt đầu, không có sự kiện kết thúc. À, như như cái này đâu, cái này nó phức tạp, ở đây thì mình chỉ hướng dẫn cho các em hiểu thôi. À, còn vấn đề là chúng ta sẽ biểu diễn dưới dạng này. Được rồi. Nếu mà chúng ta thi tự luận thì may ra thì mình mới bắt các em vẽ cái này đây. Ở khi mà chúng ta biểu diễn bằng AON đây, AON thì nó khá là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta thấy rằng là thời gian thì nó lại đây, nếu mà cụ thể ra thì nó sẽ biểu diễn dưới dạng này đây. Thực ra trong thực tế các em sẽ thấy rằng là đây, đây gọi là sơ đồ mạng AON, mình giới thiệu sơ bộ thôi. Và trong thực tế thì chúng ta sẽ thấy cái này nó phổ biến hơn. Cái kia thì người ta lại vẽ vòng tròn, ở đây thì người ta vẽ vòng tròn mà người ta gạch chéo nó phức tạp quá. À, phức tạp cho các em vẽ nữa. À, dẫn đến là mình sử dụng cái AON này thôi, biểu diễn như nhau. Chúng ta thấy không, AON này ở đây người ta biểu diễn là công việc A này, ở đây người ta còn biểu diễn công việc B này, ở đây người ta biểu diễn công việc C này, ở đây người ta biểu diễn công việc D này. Người ta không có sự kiện bắt đầu, không có sự kiện kết thúc. À, ở đây cái AON này lại không có sự kiện kết thúc, sự kiện bắt đầu, mà nó chỉ có công việc A, công việc B, công việc C, công việc D, công việc E này. Chúng ta thấy là 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 đúng không ạ? Thì khi mà 8 cái công việc thì chúng ta vẽ nó đẹp hơn đúng không? Tính toán nó, chứ bây giờ chẳng hạn như là đợt trước tôi nói tại sao mà chúng ta có chúng ta chỉ có 5, chúng ta chỉ có 3 công việc thì sao mà chúng ta có thể xác định được một cái vấn đề dự án, thì chẳng bao giờ mà chúng ta có 3 công việc được đâu, mà ít nhất phải 10 công việc. Chẳng hạn nhóm của bạn thì tiên 10 công việc thì đảm bảo là chúng ta sẽ vẽ cái này thì nó rất là đẹp đúng không? Theo tôi thì nó thứ nhất là nó đẹp, thứ hai là nó mang có độ khó ở đây đúng không? Chẳng hạn như chúng ta thấy là lúc này chúng ta biểu diễn AON đó, người ta sử dụng là A này, B, C, D, E này, F này, G này, H này, mà nó không có, nôm na là nó không có sự kiện bắt đầu, sự kiện kết thúc, lưu ý. Còn ở đây thì mình đang hướng dẫn các em cái sự kiện bắt đầu, sự kiện kết thúc mà thôi, ở cái sơ đồ mạng AOA để cho chúng ta nắm, lỡ may sau này đúng không, khi mà chúng ta tham gia thực hiện các dự án mà có nghĩa là cái người quản quản lý dự án người ta yêu cầu chúng ta vẽ theo cái sơ đồ mạng AOA, hoặc là đọc vô tình chúng ta đọc được một cái bản mô tả mà người ta sử dụng cái sơ đồ mạng là AOA, thì chúng ta cũng phải hiểu được đúng không ạ? À, được được cái sơ đồ đó người ta đang nói cái gì đây. Vì nhớ nha, không cần phải tí nữa mình nói rồi, từng bạn một làm. Chiều hôm nay mình sẽ cũng hướng dẫn cho các bạn từng bạn một làm, chứ không có bắt buộc là làm hết. Những cái vấn đề chung của nhóm thì nhóm làm, những cái vấn đề riêng của nhóm, đặc biệt là những phần này là những phần riêng của từng thành viên trong nhóm, thì từng thành viên trong nhóm phải làm. Và không có sự kết hợp lại, không có vẽ chẳng hạn như khi mà chúng ta vẽ rằng chúng ta kết hợp lại, không có, nó không kết hợp được lại đâu, mà cái đó nó cần phải sử dụng phần mềm may ra thì chúng ta mới làm được. Rồi, ở bước số 2 này, mình quay lại nghe. Ở bước số 2 này chúng ta hiểu chưa? Khi mà biểu diễn C, D và E, chúng ta đã hiểu chưa? Rồi, tiếp theo, đúng không ạ? Bắt đầu là công việc F, đúng không? Thì người ta nói rằng là công việc F chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và D kết thúc.
Đây, thì ở đây nôm na chúng ta vẽ, nôm na chúng ta thấy rằng là chúng ta vẽ này. Thì ở bước 2 thì chúng ta thấy rằng là công việc D và công việc C khi mà chúng ta vẽ ra thì nó lại ở hai cái nút khác nhau. Nhưng mà người ta nói rằng là cái công việc C và công việc D, công việc F này chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và D kết thúc. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta hiểu rằng là công việc C và công việc D này nó kết thúc tại cùng một thời điểm. Nhớ nghe, công việc C và công việc D này kết thúc tại một thời điểm. Thì lúc này, nhớ nghe, lúc này thì người ta lại đưa cái D và C về cùng một điểm sự kiện kết thúc. Tại vì vấn đề người ta nói rằng là gì? Để công việc F có thể bắt đầu thì công việc C và công việc D phải kết thúc, và nôm na chúng ta hiểu là kết thúc một cách đồng thời. Kết thúc một cách đồng thời thì cái sự kiện kết thúc của công việc C và sự kiện kết thúc của công việc D trùng nhau. Lúc này chúng ta thấy không? Người ta kéo cái sự kiện D này. Sự kiện D ở bước 2 thì chúng ta thấy rằng là người ta vẽ ra một cái sự kiện là số 5. Tuy nhiên thì ở cái bước số 3 này người ta kéo cái D này về C. Đúng không? Kéo này, thấy chưa? Kéo cái B này về C này, D này về C này, nó trùng nhau ở cái sự kiện kết thúc. Và lúc này thì người ta sẽ lấy cái 1 2 3 và là 4, được chưa? Và cái ơ này, đây, chúng ta thấy cái ơ này lúc này là 6, ở trên bước 2 là 6 nhưng mà vấn đề ở dưới đây thì người ta ghi là 5 rồi. Tại vì vấn đề là theo thứ tự nhé. 1 1 2 3 4 5, chứ không thể nào 1 2 3 4 6 7. Các em cần lưu ý ở chỗ đó. Đây. Rồi. Thì ở đây thì cái công việc cuối cùng của dự án này là công việc F, đúng không ạ? Thì cái công việc F này từ cái mẫu số 4 này chúng ta vẽ ra, đúng không ạ? Người ta nói rằng là cái công việc F này chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và D kết thúc, dẫn đến chúng ta kéo thằng này về, đúng không ạ? Trùng nhau. Có nghĩa là sự kiện kết thúc của công việc C và D là cùng một lúc, dẫn đến là cái sự kiện kết thúc nó là 4, đúng không? Và sự kiện kết thúc của C và D thì chính là cái sự kiện bắt đầu của công việc F, có nghĩa là 4. Lúc này chúng ta kéo ra, đúng không? Chúng ta vẽ ra một cái mũi tên, chúng ta vẽ một cái ô tròn. Thì nôm na chúng ta hiểu rằng là gì? À, ở đây người ta biểu diễn cái F, đúng không ạ? Đó là cái bước 3, đúng không ạ? Còn cái công việc ơ thì cũng tương tự, công việc ơ thì nó vẫn là gì? Bắt đầu khi mà cái công việc B kết thúc, không? Nó vẫn nằm ở đây. Thì cái bước 3 này chúng ta đã hiểu chưa? Bước 3 đã hiểu chưa? Chỗ này chắc tôi phải cho làm bài kiểm tra về phần này cái thứ. Bước 3 này các em đã hiểu chưa? Không có thắc mắc gì đúng không? Đúng không? Rồi, ở cái bước 4 này mình nói rồi, nó có một cái khái niệm rằng là bất kỳ một cái dự án gì, đúng không ạ? Các cái công việc, các cái hoạt động thực hiện dù là nhiều hay ít, tuy nhiên nó cũng sẽ phải có một điểm bắt đầu và một điểm kết thúc mà thôi. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Ở bước 3 này, nếu mà để như ở bước 3 này thì coi như là chúng ta vẫn chưa hoàn thành. Tại vì vấn đề là chúng ta thấy là 5 và 6 nó có hai điểm kết thúc là, đúng không ạ? Tại vì vấn đề là F thì là xong rồi nè, ơ là xong rồi nè, đúng không ạ? Là kết thúc dự án rồi. Tuy nhiên có một cái khái niệm khi chúng ta biểu diễn cái sơ đồ thì có một cái khái niệm là nó sẽ có một cái điểm bắt đầu và một điểm kết thúc, dẫn đến người ta sẽ đưa, đúng không ạ? Dẫn đến chúng ta sẽ thấy là cái 5 và cái 6 này là cái điểm kết thúc của sự kiện ơ và sự kiện F, đồng thời cũng là kết thúc luôn dự án, dẫn đến người ta đưa hai thằng này về cùng một cái điểm, người ta gọi là điểm kết thúc. Tại vì công việc ơ sau khi mà công việc B xong là công việc ơ xong luôn, sau khi mà CD xong là công việc F xong luôn, mà hai công việc đó xong luôn thì coi như là gì? Dự án hoàn thành, dẫn đến là gì? Người ta sẽ đưa, chúng ta thấy này, người ta sẽ đưa cái mũi tên này về đây, đưa cái mũi tên này về đây. Đây, chúng ta thấy không? Thì thực ra là cái bước này là cái bước cuối cùng khi mà chúng ta biểu diễn một cái sơ đồ mạng, thì chúng ta sẽ phải thực hiện cái bước số 4 này. Phải có một cái sự kiện bắt đầu và phải có một sự kiện kết thúc. Một sự kiện bắt đầu và một sự kiện kết thúc mà thôi, cho khi mà chúng ta sử dụng cái phương pháp AOA này để biểu diễn. Đó là lý do tại sao mà người ta tách ra 4 bước này cho các em dễ hiểu, đúng không ạ? Tuy nhiên cái bước cuối cùng là cái bước mà chúng ta phải vẽ. Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như là đây. Đây, chúng ta thấy không? Ở đây này, ở đây thì người ta biểu diễn theo cái dạng là AOA,
đúng không ạ? Dẫn đến là nó sẽ có cái nút số 1 là cái nút cái bắt đầu và cái nút số 7 này là nút kết thúc, đúng không ạ? Thì khi mà biểu diễn như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có một cái khái niệm là dù là chúng ta có rất là nhiều công việc 1 2 3 4 5 6 đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 công việc nhưng bao giờ nó cũng có nút gì? Bắt đầu và nút kết thúc. Và khi mà kết thúc luôn coi như là kết thúc là hoàn thành dự án đây. Chúng ta thấy không? Thì tương tự chẳng hạn như là ở đây chúng ta thấy rằng là có một cái ví dụ gì không? Để coi thử. Vì ở đây nó cũng khó ha. Khó ở chỗ là chúng ta thà như tập trung thì tôi coi các em làm được. Rồi, nói tóm lại cái phần này có ai thắc mắc gì không? Không hiểu chỗ nào không? Không có câu hỏi gì chứng tỏ không chúng ta hiểu hết đúng không? Bạn Bảo Ngọc, tôi hỏi từng bạn một, bữa sau chắc chắn là chúng ta làm được. Thật ra thì 10 công việc hay 15 công việc thì chúng ta biểu diễn nó đơn giản lắm, nó không có gì phức tạp. À, Bảo Ngọc có hiểu cái phương pháp biểu diễn sơ đồ mạng AI không? Dạ hiểu ạ. Rồi, cảm ơn Ngọc Dạ. Châu. Dạ. Ngọc Châu hiểu không? Nhân Ngọc Duyên. Duyên hiểu không? Dạ hiểu rồi thầy ơi. Rồi, tốt. Bạn bạn Phước Hữu. Phát lại cho Phước Hữu đâu rồi? Em đây ạ. Rồi, Hữu có hiểu không? Dạ có ạ. À, đơn giản mà phải không? Rồi, cảm ơn. Okay, tôi cũng thấy các bạn lên tiếng tôi mới hỏi. Rồi, tới đây thì coi như là ok rồi đúng không? Thì đây là cái phương pháp AI. Mình nói rồi, nếu mà chúng ta tập trung thì mình sẽ cho các em vài cái ví dụ để mà chúng ta biểu diễn cho nó đơn giản. Tuy nhiên thôi, ở đây thì nó cũng đơn giản thôi. À, chúng ta cứ dựa trên. Rồi, mời mời Tiên. Hiểu. Thế này mình nói lại một lần nữa là chúng ta sẽ nhóm khi làm nhóm đó các em sẽ vẽ cho mình một cái sơ đồ, một cái bảng đúng không? Mô tả giống như vậy này. Tôi chỉ yêu cầu về nhóm thôi nghe. Về nhóm bất kể một cái nhóm nào khi mà chúng ta làm ở trong cái tiểu luận bắt buộc phải có một cái bảng như thế này. Tôi lấy ví dụ như bảng như thế này, một cái bảng này là bảng chung, em hiểu không? Chẳng hạn đây là tôi lấy ví dụ như là dự án của chúng ta là dự án xây nhà, nhóm chúng ta có 4 người đúng không ạ? Và chúng ta thiết lập ra 4 cái mục tiêu. Đây, mục tiêu số 1 là thiết kế, mục tiêu số 2 là xây dựng, mục tiêu số 3 là trang trí, mục tiêu số 4 là hoàn thành. Được chưa? Công tác đây, công tác thì các em sử dụng cái đây, người ta sử dụng cái chữ cái này luôn này. Đây này. Lúc nãy thì chẳng hạn như lúc nãy bạn Thủy Tiên thì sử dụng câu A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 đúng không? Rồi B1, B2, B3, B4, B5 đúng không ạ? Tương tự như vậy hoặc là chúng ta có thể sử dụng các cái chữ cái 26 chữ cái ABCD gì đó, đúng không? Thể hiện tất cả những cái nội dung này cho mình. Được chưa? Rồi. Tương tự chẳng hạn như là công việc thế nó phức tạp ha. Thế phải vẽ hết ra, khoan chờ mình nghe. Công việc ơi.
À, không không sao, mà ý, ý ý mình đang hiểu rồi. Bây giờ mình muốn như thế này, cứ mỗi mục tiêu thì coi như là chúng ta làm riêng nha, hiểu không? Chẳng hạn như là tôi lấy ví dụ như thế này này, mục tiêu nào chúng ta cũng có phân tích viết báo cáo đúng không? Coi như là cái mục tiêu đó nó không có trùng với lại cái mục tiêu của bạn trước đó, coi như mục tiêu đó là mục tiêu, có nghĩa là cái công việc đó là mục riêng, mục có nghĩa là công việc đó là công việc riêng của cái mục tiêu đó mà thôi, hiểu ý không? Có nghĩa là ở đây này, tôi lấy ví dụ như thế này, ở đây thì nó có sự liên kết, tuy nhiên vấn đề là để tránh cái sự phức tạp, ở đây mình không có muốn sự phức tạp thì dẫn đến ở đây chẳng hạn như tôi lấy ví dụ như là xây dựng mục tiêu xây dựng đúng không ạ? Thì tất nhiên rồi, nôm na chúng ta có thể hiểu trong đầu là mục tiêu này chỉ có thể bắt đầu khi mà mục tiêu thiết kế này hoàn thiện, được chưa? Coi như hoàn thiện rồi xong thì nôm na chúng ta hiểu rằng ở đây người ta gọi là gì, xây dựng thì là đấu thầu, được chưa? Đấu thầu thì nôm na công việc trước nó là không có, đúng không? Và cái công việc thứ hai là thi công nền móng, thì chúng ta có thể gì dựa vào cái công việc trước nó là cái công việc đấu thầu, đúng không? Có nghĩa là sau khi đấu thầu xong thì chúng ta, có nghĩa rằng là các em lưu ý rằng là công việc trước nó ở đây các em cần lưu ý là chúng ta chỉ xác định trong cái phạm vi của mục tiêu đó mà thôi, chứ chúng ta đừng có chúng ta đừng có nghĩa là chúng ta đừng có xen kẽ nào là cái công việc của tôi phải hoàn thiện, để hoàn thiện công việc này thì cần ở trong cái mục tiêu 3 hoặc là ở trong mục tiêu 4 cần phải hoàn thiện cái đó thì nó phức tạp lắm. Các em hiểu không? Dẫn đến là từng, chẳng hạn như là từng cái mục tiêu cụ thể, từng cái mục tiêu thì chúng ta có sẽ có 10 công việc, và 10 công việc này thì chúng ta chỉ nội bộ 10 công việc này mà thôi, chứ chúng ta đừng có dính qua cái công việc của chẳng hạn như là của mục tiêu khác để mà chẳng hạn như là lên ý tưởng cần phải thi công tường, có nghĩa là gì, nó bị lẫn lộn giữa cái này rồi, dẫn đến là như thế này nè. Cái này cái chung, mình nói lại một lần nữa, cái này cái chung thì nhóm cần phải có một cái bảng gọi là WBS đó, phân tách công việc đó đúng không ạ? Cũng như là công việc trước sau, cũng như là thời gian thực hiện, thì các em cái này nhóm các nhóm của các em đưa vào, được chưa? Và cái công tác thì chẳng hạn như là lúc này thì chúng ta chỉ mang tính chất là cá nhân thôi, có nghĩa là từng mục tiêu cụ thể chúng ta mang tính chất cá nhân thôi. Chẳng hạn như ở đây là công việc A B C D E F G H, được chưa? H I J K. Nhưng chẳng hạn như là trong nội bộ của các cái công việc này này thì chúng ta công việc trước nó thôi, ở trong nội bộ của mục tiêu, từng mục tiêu thôi, chứ chúng ta đừng có lấy qua mục tiêu khác. Để mà chúng ta dễ vẽ. Rồi khi mà có được cái này rồi thì từng từng thành viên trong nhóm, chẳng hạn như là nhóm liên quan đến vấn đề là cái thành viên liên quan đến vấn đề là mục tiêu thiết kế, thì lúc này các em biểu diễn theo các cái công việc này mà thôi. Nhớ nghe, đừng có liên quan tới các công việc trước đó. Mặc dù là mình hiểu ý bạn bạn Tiên rồi, biết bạn Tiên là viết lách thì nhỏ cái mục tiêu nào cũng có viết lách đúng không? Nhưng chúng ta tách ra đi. Chẳng hạn như là ở trong cái mục tiêu 2 cũng là viết lách, ở trong cái mục tiêu là 1 cũng là viết lách, nhưng mà cái mục tiêu 2 thì chúng ta viết lách ở đây chúng ta để từ H đi, đúng không ạ? Để cho cái thành viên trong nhóm đó người ta dễ nha, người ta thực hiện trong cái cá nhân của họ mà thôi. Bạn Tiên hiểu chưa? Rồi cảm ơn bạn Tiên rất là nhiều. Thực ra là bạn Tiên hỏi câu rất là chính xác đúng không ạ? Ở đây để mà mình biết, mà mình cũng hướng dẫn cho các em viết, khi mà chúng ta làm tiểu luận nó đỡ phức tạp đi. Tại vì khi mà chúng ta làm phức tạp lên thì chúng ta làm không được thì nhiều lúc nó ảnh hưởng tới 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 điểm của chúng ta nữa. Tuy nhiên trong thực tế thì các em sẽ thấy rằng người ta tất cả các cái công việc này này để mà có thể biểu diễn thì người ta không có biểu diễn bằng tay đâu, mà người ta sử dụng máy, phần mềm. Thì chỉ có những cái phần mềm chẳng hạn như là MS Project thì may ra thì mới làm được, mà ở đây thì mình không có tập trung, do đó mình không có phòng máy, cũng không có các phần mềm đó, nó khó, cái gì phải cầm tay chỉ mực thì may ra thì mấy các em làm được cái đó. Dẫn đến để mà đơn giản hóa chúng ta làm tay thì tôi chỉ yêu cầu là từ 10 đến 15 công việc mà thôi, và chúng ta tách ra, nhớ nghe. Mặc dù là cái nội dung đó trong cái mục tiêu 1 cũng có, trong cái mục tiêu 2 cũng có, trong mục tiêu 3 cũng có, nhưng coi như là gì, chúng ta tách riêng ra mục tiêu của chúng ta, nó đừng có trùng lặp lại, tại vì khi trùng lặp là chúng ta phải phải vẽ theo kiểu trùng lặp đó, nhớ nha. Rồi mời 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 bạn Duyên.
Dạ thầy ơi, nhóm tụi em á, là cái bảng phân tích công việc WBS á, thì là 6 người là có 6 mục tiêu rồi. Còn đến cái giai đoạn tiếp theo là cái phân chia công việc để xác định cái thời gian á thầy, là tụi em chia ra thành 10 công việc. Là có một người có thể làm 3 công việc, có một người làm 2 công việc, vậy có được không thầy ha? Không, ít quá. Ấy là một công việc chung á thầy, từ từ hai từ ba công việc đó là có những công việc nhỏ nữa thầy. Đấy là có 10 một cái dự án chung, là tụi em là dự án xây dựng bể lọc nước, là sẽ có Rồi. 10 công việc. Rồi từ 10 công việc đó ra là từ mỗi công việc là sẽ có mỗi con những công việc nhỏ nữa thầy. Chính xác. Chẳng Dạ. hạn như là bây giờ mình nói đơn giản như thế này nè, được trước chúng ta xác định cái mục tiêu tổng quát và chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể, đúng không ạ? Mục tiêu tổng quát của bên em là chẳng hạn như là xử lý nước, đúng không ạ? Thì dẫn đến là để có thể xử lý nước, cái dự án xử lý nước đi, thì chúng ta cần phải có 10 cái mục tiêu cụ thể, đúng không? 10 mục tiêu nhỏ, thứ nhất là làm cái gì, thứ hai làm cái gì. Rồi để hoàn thiện 10 cái mục tiêu nhỏ đó thì chúng ta sẽ có các cái hoạt động hoặc là các cái công việc, đúng không? Thì ở đây mình đang nói về vấn đề là công việc, đúng không? Thì cứ mỗi cái mục tiêu các em đề ra đó sẽ có 10 công việc, đúng không? Dạ tùy với thầy, tùy mỗi bạn em, mỗi cá nhân sẽ tự Thì tạo ra đó. bao nhiêu công việc đó. Đó chính xác, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà mình khuyến khích các cá nhân càng nhiều càng tốt, đúng không ạ? Rồi từ cái công việc đó, đây tôi lấy ví dụ như là chẳng hạn như là ở đây thì mình lấy ví dụ như là lúc này nhóm các em phải phải cái này là nhóm làm cái gì, nhóm thì mình nói nhóm làm, nhóm sẽ lập cho mình cái bảng này WBS này với 10 cái nội dung, đúng không ạ? Chẳng hạn như là mục tiêu số 1 là gì, mục tiêu số 2 là gì, mục tiêu số 3 là gì, mục tiêu số 4 là gì, mục tiêu số 5 là gì, tới 10 mục tiêu, đúng không ạ? Rồi mục tiêu số 1 thì nó sẽ có các công việc thực hiện là gì, thì tùy thôi, các bạn 5 việc, 7 việc, 8 việc, 10 việc, đúng không ạ? Rồi chúng ta cũng đánh số thứ tự, thì đánh như thế nào, chúng ta có thể sử dụng lúc nãy là nhóm bạn Thủy Tiên có thể là gì, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Rồi chẳng hạn như là 10 công việc thì chúng ta đánh chữ cái là A, B, C, D đi, đúng không ạ? A, B, C, D, E, F đi, đúng không ạ? Thì chúng ta để là A1, A2, A3 gì đây nè, đến A7, cũng tương tự như B1, B2, B3 đến B7. Rồi từ đó, đúng không ạ? Sau khi hoàn thiện bảng này xong, thì khi mà vẽ sơ đồ mạng công việc, thì từng thành viên, đúng không? Phụ trách cái mục tiêu cụ thể đó tự vẽ riêng cái của họ thôi, chẳng hạn như là vẽ A1, A2, A3, A4. Tuy nhiên mình nói nè, để mà có thể dễ dàng vẽ thì cái công việc trước nó chúng ta chỉ giới hạn ở trong cái mục tiêu của chúng ta mà thôi, chúng ta đừng có lấy cái công việc của cái mục tiêu khác vào. Tại vì khi mà chúng ta ở đây chúng ta thấy không, tôi lấy ví dụ như thế này nè, nè ở đây nè, đấu thầu xây dựng là công việc khác, để có thể bắt đầu được công việc khác thì công việc ơ này kết thúc. Nhưng mà cái công việc ơ này nó lại nằm ở trong cái mục tiêu một, đúng không ạ? Trong thực tế là được, trong thực tế là người ta sẽ vẽ vậy. Tuy nhiên vấn đề là ở đây thì các em đừng có lấy cái mục tiêu, các cái công việc trước đó ở trong mục tiêu khác. Tại vì nếu mà chúng ta lấy như vậy thì chúng ta khó vẽ lắm. Nhớ nghe, nó khó vẽ lắm. Thì coi như là cái dự án lớn như vậy thì coi như là chúng ta đang thực hiện cái dự án nhỏ của chúng ta. Từ đó chúng ta có thể hoàn thiện cái dự án nhỏ rồi chúng ta mới cái gì? Hoàn thiện cái tổng quát. Chúng ta hiểu ý mình chưa? Dạ hiểu rồi thầy ơi. Các nhóm khác cũng cố gắng làm như vậy nha, chúng ta đừng có cố gắng làm phức tạp hóa lên, làm phức tạp hóa lên là chúng ta sẽ vẽ không được. Đó là do tại sao đợt trước có một lần đầu tiên mình cho các bạn vẽ dưới dạng là mang tính chất là tổng quát như vậy. Tuy nhiên thì khi mà mình chấm điểm thì coi như là vẽ một cái bảng rất, tính rất là sai rồi, đúng không ạ? Tính rất là sai rồi. Cái đó thì trong thực tế người ta cũng không có vẽ kiểu đó, mà trong thực tế người ta sẽ tách ra. Tại vì cứ chẳng hạn như ứng người ta gọi là các cái gói thầu, chẳng hạn như gói thầu tổng thầu, đúng không ạ? Người ta sẽ có các cái gói dự án nhỏ, từ đó người ta sẽ coi như là gì, tập trung vào cái dự án nhỏ đó mà thôi. Chẳng hạn như là ở đây tôi lấy ví dụ như là nôm na chúng ta hiểu rằng là gì, mục tiêu 1 hoàn thiện thì mới bắt đầu mục tiêu 2. Có nghĩa rằng là gì, ở đây người ta chỉ quan tâm là gì, thiết kế phải hoàn thiện thì mới bắt đầu xây dựng. Còn vấn đề là chúng ta đừng có tạo ra một các mối quan hệ giữa các cái công việc ở trước 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 cái vấn đề thiết kế, mà chúng ta cứ bắt đầu thằng kia xong rồi không quan tâm nữa, lúc này chúng ta mới bắt đầu. Thì những cái trước đây chẳng hạn như là những cái công việc trước đó thì chúng ta chỉ lấy giới hạn trong cái mục tiêu của chúng ta mà thôi. Nhớ nghe. Rồi cảm ơn bạn Duyên với lại bạn Tiên, nếu mà không nói ra thì tôi cũng không có rõ, đúng không ạ?
Nôm na là tôi hiểu như vậy, nhưng mà thực ra thì các em lại hiểu một cái kiểu khác. Do đó thì chúng ta cố gắng trao đổi thì may ra thì chúng ta mới có thể hoàn thiện cái bài đó tốt nhất, đúng không ạ? Tránh cái trường hợp là chúng ta làm hồi có cái khái niệm mà chúng ta vẽ nhiều quá chúng ta lại vẽ sai. Thực ra thì ở đây tôi không có cần cái vấn đề là phức tạp hóa, mà chúng ta cần cái vấn đề là gì? Nó đơn giản và dễ hiểu nhất và chính xác nhất. Và trong quản lý dự án người ta cũng vậy. Đó lý do tại sao mà chúng ta có một cái khái niệm mà người ta phân ra, mặc dù là một cái dự án lớn nhưng mà người ta phải phân ra rất là nhiều các cái dự án nhỏ, các cái gói nhỏ để mà người ta dễ quản lý trong cái vấn đề, đặc biệt là trong vấn đề là lập tiến độ. Tại vì nếu mà lập tiến độ mà nó phức tạp quá là người ta cũng không thể xác định được các cái chỉ tiêu liên quan với thời gian, chi phí và nguồn lực, nó rất là phức tạp. Do đó người ta sẽ tách nhỏ ra. Thì ở đây thì chúng ta cũng cố gắng tách nhỏ ra chính mình nha. Rồi. Coi như là mình hướng dẫn các em sơ bộ liên quan tới cái sơ đồ mạng AI. Nếu mà chúng ta thích thực hành thì mình sẽ gửi cho các bạn các cái bài tập. Tôi cũng không có yêu cầu các em phải làm để mình chấm điểm đâu. Tuy nhiên thì vấn đề là sau cái buổi này, để mà đảm bảo chính xác thì mình sẽ gửi cho các em một số các cái bài tập có đáp án, đúng không ạ? Để mà chúng ta thử vẽ, từ đó chúng ta coi thử đáp án và thử chính xác hay không nha. Nếu mà không hiểu thì các em báo lại cho mình. Mình sẽ hướng dẫn sau, sẽ sắp xếp một cái buổi, đúng không ạ? Một trong những cái phương pháp dễ hơn, thực ra dễ hơn thì đó người ta gọi là phương pháp AON. AON thì nó là cái phương pháp gọi là Activity on Note. Thì cái phương pháp này người ta sẽ biểu diễn cái nôm na là phương pháp biểu diễn các cái công việc bằng các cái nút vuông hoặc nút tròn. Thực ra thì người ta hay sử dụng các nút vuông, lúc nãy tôi cho các em coi các nút vuông, và nối các cái nút này bằng các mũi tên. Nối các mũi nút này bằng các mũi tên, và các cái mũi tên chỉ mối quan hệ và sự phụ thuộc giữa các công việc, và thông thường sẽ có thêm một nút bắt đầu và một nút kết thúc. Thì chúng ta thấy này, chẳng hạn như là cái sơ đồ mạng AI thì là cái sơ đồ mạng, trong đó công việc đặt trên nút, cái nút này thì có thể là nút tròn, đây chúng ta có thể thấy là nút tròn, hoặc là nút vuông. Trong thực tế thì người ta sẽ để nút vuông, tại vì vấn đề là người ta cần, sau khi mà người ta xây dựng được cái sơ đồ mạng này xong, người ta phải sử dụng cái sơ đồ mạng này để người ta tính cái thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc sớm hoặc là muộn, cũng như là cái thời gian dự trữ. Do đó người ta hay sử dụng nút vuông hơn. Các em cần lưu ý người ta sử dụng nút vuông. Thì cái này nó đơn giản hơn. Cái này thì nó chỉ có gì, vẽ cái nút tròn hoặc nút vuông ra, sau đó người ta ghi cái công việc trên đó mà thôi. Nó khác với cái công khác với lại cái thằng AI. AI thì bao giờ chúng ta thấy rằng là gì, một công việc thì người ta sẽ để cái công việc này trên mũi tên, đúng không? Đây này, chúng ta cái công việc này trên mũi tên, và mỗi cái công việc này thì nó được biểu diễn bởi một cái sự kiện bắt đầu và một sự kiện kết thúc. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là nó sẽ có hai nút tròn. Nút tròn thể hiện là sự kiện bắt đầu của công việc A và sự kiện kết thúc của công việc B. Công việc A, đúng không ạ? Và công việc A này nó vẽ mũi tên ra, công việc A nó nằm trên mũi tên này. Tuy nhiên thì ở đây thì nó khác một tí, đó là gì? Người ta chỉ cần vẽ nút tròn hoặc là nút vuông và người ta ghi chữ A này ở trên. Và cái sự kết nối giữa các công việc với nhau thì người ta sẽ gì, vẽ mũi tên ra, đúng không? Công việc A này là sau khi kết thúc công việc A thì nó sẽ tới công việc B. Đây, công việc B thì chúng ta thấy rằng là ở đây người ta cũng vẽ một cái nút tròn, người ta ghi chữ B ở trên. Thì các cái công việc này được trình bày trên một nút, ở đây là nút hình chữ nhật. Thực ra trong thực tế nó gọi là hình chữ nhật, gồm các cái thông tin, và có một cái khái niệm là khi mà chúng ta vẽ đây, khi mà chúng ta vẽ sử dụng cái phần mềm á, thì khi mà chúng ta nhập liệu xong thì cái sơ đồ nó đưa ra là dưới dạng này. Chúng ta sẽ thấy rằng nó đưa ra dưới dạng này. Đây, đây là cái sơ đồ, nó sẽ đưa ra dưới dạng này. Thực ra thì chúng ta vẽ bằng tay cũng được, nó không có gì khó cả đâu. Có thể là 50 công việc cũng được. Tuy nhiên là 50 công việc thì tôi nói rồi, chúng ta vẽ nó phải cả một cái tờ A4, ít nhất phải A3, A1. May ra thì nó mới thể hiện được hết, dẫn đến là mình muốn tách ra cho các em dễ hiểu. Rồi, các đường, đâu rồi? Các công việc được trình bày trên một cái nút hình chữ nhật gồm các thông tin, thứ nhất là tên công việc, thứ tự công việc, độ dài, thời gian thực hiện công việc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Bao giờ cái nút hình chữ nhật này thì nó sẽ có các cái thông tin liên quan đến tên công việc, thứ tự công việc, độ dài, thời gian thực hiện công việc, ngày bắt đầu và ngày kết thúc. Và các cái đường thể hiện các sự kiện, cho biết mối liên hệ và xác định thứ tự trước sau của các công việc. Chúng ta cần lưu ý.
thì đó là cái phương pháp AOA, là một cái phương pháp khá là đơn giản hơn. À, thì chúng ta lấy ví dụ, tôi lấy ví dụ như thế này. Cái này thì nó vẽ khá là đơn giản. Thì cũng tương tự như là cái mạng AON hay là AOA, thì bao giờ nó cũng có một cái nút gọi là nút bắt đầu và nút kết thúc. Một cái nút bắt đầu và một nút kết thúc. Các em chờ mình một phút. Đây, tôi lấy ví dụ như là chúng ta cũng tương tự, có công việc A này, công việc B này, công việc C này, công việc D này, công việc E này, công việc F này, đúng không ạ? Nhìn vào đây cứ tương tự như vậy thôi. À, chúng ta thấy rằng là gì? À, công việc trước nó không có. Đây, khi mà bắt đầu thực hiện cái dự án này bằng cách là hoàn thiện các công việc thì người ta thấy rằng là công việc A và công việc B không có công việc trước nó. Nôm na là gì? Công việc A và công việc B có thể được tiến hành một cách đồng thời. Đúng không ạ? Thì ở đây thì tôi lấy ví dụ như người ta tạo ra một cái nút gọi là khởi sự, đó là bắt đầu dự án, đúng không? Thì bắt đầu dự án người ta sẽ thực hiện đồng thời hai công việc. Đây, người ta chỉ cần, ở đây các em lưu ý rằng là người ta chỉ cần biểu diễn bằng cách là gì? À, vẽ, tại vì ở đây thì nôm na là chưa tính toán gì, do đó người ta hay sử dụng cái nút tròn cho chúng ta dễ biểu diễn. Rồi ở trong đó người ta sẽ ghi một cái chữ A. Chữ A này nôm na chúng ta thể hiểu đó là gì? À, là công việc A. Cũng tương tự như là công việc B. Tại vì hai công việc này khi mà chúng ta thực hiện dự án nó được thực hiện một cách đồng thời, do đó thì người ta sẽ biểu diễn bằng một cái nút star. À, đây, tôi lấy ví dụ star, công việc A và công việc B, đúng không ạ? Rồi, bắt đầu chúng ta cứ theo thứ tự thôi, cứ theo thứ tự thôi, không có gì phức tạp cả. Công việc C, đây, công việc C chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc. Đây, công việc C, đúng không ạ? Thì điều đó có nghĩa là công việc C sẽ là tiếp nối từ công việc A. Chúng ta thấy là người ta vẽ cái mũi tên ra là công việc C. Đây, chúng ta thấy không? Công việc C. À, tới đây chúng ta người ta vẽ một cái nút tròn ra, người ta vẽ một cái mũi tên, chỉ cái công việc, lúc này người ta biểu diễn công việc bằng mạng AON, dẫn đến là chỉ cần vẽ một nút tròn và ghi chữ C, ghi chữ C, đúng không ạ? Rồi tương tự nè, công việc D chúng ta cứ theo thứ tự nghe các bạn, lưu ý là chúng ta theo thứ tự, chúng ta không theo thứ tự thì chúng ta khó vẽ lắm, mà thực ra thì cái này cũng khá đơn giản. Đây, công việc D thì chỉ có thể bắt đầu khi công việc A và công việc B kết thúc, dẫn đến chúng ta thấy rằng là bao giờ, ở đây chúng ta thấy này, ở kia thì nó khi mà ở AOA đó thì chúng ta sẽ thấy rằng người ta sẽ kéo cái sự kiện kết thúc của công việc A và sự kiện kết thúc của công việc B trùng nhau, thì từ đó người ta mới kéo ra, đúng không ạ? Tuy nhiên ở đây thì đơn giản lắm, người ta chỉ vẽ ra thôi, công việc người ta vẽ công việc D đây, và nhìn vào đây thì chúng ta có thể hiểu là công việc D chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc, người ta cho vẽ mũi tên từ A tới D, người ta vẽ mũi tên từ B đến D, coi như là gì? Ở đây chúng ta nhìn vào đây chúng ta có thể hiểu được rằng là công việc D này chỉ có thể bắt đầu khi công việc A và B đồng thời kết thúc, được chưa? Rồi công việc E, công việc E thì chỉ có thể bắt đầu khi công việc C kết thúc, nhìn bắt đầu từ C. Cứ thế, trước đó là thằng công việc gì thì chúng ta cứ bắt đầu vẽ mũi tên từ công việc đó mà ra thôi. Đây, C, vẽ mũi tên ra là công việc E. Cũng tương tự như vậy, công việc F chỉ có thể bắt đầu khi công việc D kết thúc. Đây, cứ thế là từ D mà vẽ ra, đúng không ạ? Và coi như là E và cái công việc F là công việc cuối cùng rồi. Thì chúng ta thấy rằng là gì? E và F này nó đang nằm ở hai cái điểm khác nhau. Thì ở đây người ta sẽ vẽ một cái nút gọi là nút N, có nghĩa rằng là kết thúc dự án. Thì nôm na biểu diễn cái sơ đồ mạng công việc AOAN này thì nó dễ dàng hơn cho chúng ta. À, tránh cái trường hợp là chúng ta phải kéo về, kéo đi, kéo lại, đúng không ạ? Nó rất là đơn giản. À, chẳng hạn như ở đây, tôi lấy ví dụ như là đây. Nó có tới 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, đúng không ạ? Đấy, khi mà các em lưu ý rằng là cái phương pháp AOA thì mình chỉ hướng dẫn cho các em để cho chúng ta nắm sơ bộ, để chúng ta nhìn vào chúng ta biết được cách biểu diễn nó như thế nào. Còn lại khi mà ở trong cái dự án của chúng ta thì chúng ta mình yêu cầu chúng ta là gì? Xác định cái sơ đồ mạng theo AON nhé. Xác định sơ đồ mạng theo AON. Thì chúng ta thấy này, xác định theo sơ đồ mạng theo AON thì khá là đơn giản. Trước hết thì chúng ta thấy nè, công việc A. Ở đây thì chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Các em lưu ý là có 11 công việc. Thì các em cũng để tạo tính kịch thì chúng ta cũng phải cần phải lưu ý cho mình. Chúng ta cũng phải cũng có tính kịch ở đây thì cũng có phải có một cái sự suy xét để mà chúng ta xác định được rằng là công việc nào trước, công việc nào sau. Thì cái này là chúng ta đã hoàn thiện rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy là ở đây có công việc A, bắt đầu từ công việc A. Thì chúng ta thấy là công việc trước đó là không có gì,
đúng không ạ? Thì nôm na thay vì nếu mà thông thường là nếu mà có hai công việc có thể bắt đầu hoặc là ba công việc có thể bắt đầu một cách đồng thời, thì người ta để mà biểu thị cái chữ gọi là khởi sự thì người ta sử dụng từ start, được chưa? Tuy nhiên đối với các cái nhóm công việc mà cái công việc bắt đầu nó chỉ có một công việc thôi, chẳng hạn như là công việc bắt đầu là A này, đúng không ạ? B thì để có thể bắt đầu B thì A phải hoàn thiện để bắt đầu C, thì A cũng phải hoàn thiện để bắt đầu D, thì A cũng phải hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là gì? Người ta lấy cái nút A coi như là cái nút bắt đầu luôn, đúng không? Công việc A là cái công việc bắt đầu, đúng không ạ? Thì cũng tương tự như vậy, người ta biểu diễn bằng cách là gì? Vẽ một cái vòng tròn ghi chữ A coi như là gì? Đó là công việc A, đúng không? Tiếp tục chúng ta thấy là BCD. Công việc BCD này chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc, đúng không ạ? Dẫn đến nó sẽ gì? Mũi tên sẽ kéo từ A ra, đúng không ạ? Đây, kéo từ A ra là B, kéo từ A ra là C, kéo từ A ra là D. Đấy, chúng ta thấy không? Có nghĩa là người ta phải căn cứ vào cái công việc trước đó, đúng không ạ? Rồi, tiếp tục. Công việc E chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc. Đây, bắt đầu từ B kéo ra. Chúng ta thấy không? Bắt đầu từ B kéo ra. Công việc E này chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc, từ B kéo ra mũi tên. Cái độ dài mũi tên không quan trọng, nhưng chúng ta vẽ sao cho nó đừng có bị rối, đúng không ạ? Đừng có nhăn nhít quá, vẽ một cái sơ đồ mà cuối cùng là rất nhiều công việc nhưng mà cuối cùng nó còn nhấm, dẫn đến là người ta nhìn người ta rất là khó hiểu. Do đó vấn đề là cái độ dài nó không quan trọng. Giờ quan trọng là gì? Chúng ta khi mà chúng ta vẽ cái sơ đồ mạng này, dù là AOA hay AOA, chúng ta cứ thoáng ra để người ta nhìn một cách rõ ràng, đúng không ạ? Rồi, công việc F cũng tương tự như vậy. Chúng ta thấy là công việc F chỉ có thể bắt đầu khi công việc B kết thúc. Ở đây người ta vẽ, có thể là vẽ trên đây cũng được, nhưng mà ở đây người ta vẽ xuống đây, đúng không? Cứ nhìn cái thằng cái công việc trước nó của nó thì chúng ta cứ kéo mũi tên ra thôi. Đó lý do tại sao mà mình kêu các em là vẽ theo cái sơ đồ AOA này dễ hiểu hơn, đúng không ạ? Đặc biệt là tí nữa chúng ta tính nếu mà tính theo cái AOA phức tạp lắm, mặc dù cũng giống nhau thôi, nhưng mà AOA này thì nó đơn giản hơn. Đây, từ B chúng ta kéo ra công việc F này, từ B, đúng không ạ? Công việc F bắt đầu khi công việc F bắt đầu khi công việc B kết thúc, dẫn đến là gì? Từ B kéo ra F, được chưa? Rồi, công việc G thì người ta nói rằng công việc G chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và F kết thúc. Đây, chúng ta bắt đầu là C là thằng nào? Từ, thì cái này đơn giản lắm, bắt đầu là cứ từ C thì kéo C ra, cứ từ F thì kéo F ra. Hai cái điểm này nó hội tụ tại cái công việc G, thì coi như là nhìn vào cái sơ đồ mạng AON này, nôm na chúng ta hiểu là công việc G này chỉ có thể bắt đầu khi công việc C và F kết thúc, được chưa? Tương tự bắt đầu công việc H thì chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc D này kết thúc. Đây, bắt đầu từ H đâu, H là công việc D, từ D kéo ra H. Đấy, chúng ta cứ kéo ra đã, chúng ta cứ kéo ra đã, đúng không? Rồi tương tự công việc Y chỉ có thể bắt đầu khi công việc H kết thúc, đúng không? Từ H kéo ra Y, được chưa? Rồi, công việc C thì chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc G và Y kết thúc. Đây, C thì G, từ G kéo ra, từ Y kéo ra, trùng nhau tại một điểm là C, là công việc C, được chưa? Rồi, công việc ở đây thì nó khá là đơn giản rồi. Công việc K chỉ có thể bắt đầu khi công việc E và công việc C kết thúc, dẫn đến là gì? Từ E kéo ra, từ G kéo ra, nó trùng nhau tại một điểm là K. Và coi như chúng ta thấy rằng ở đây, khi mà chúng ta vẽ ra thì chúng ta nôm na chúng ta thấy rằng là gì? À, K chính là điểm kết thúc. Và có một cái khái niệm, cái nút cuối cùng, cái nút kết thúc á, thì tất cả mọi thứ nó đều phải dồn về đó, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ nó đều dồn về đó. Còn nếu mà không dồn về đó, các em lưu ý là nếu mà không có dồn, chẳng hạn như tới đây chúng ta có một cái công việc nào đó nó nằm ở đây, từ E đi kéo ra KH đi, đúng không? KK gì? ABCDFG đó. HKLMNOP đó, đúng không? Nếu mà từ E kéo ra L đi, đúng không? Tôi lấy ví dụ L như vậy. Thì nôm na hai cái này nó có hai cái nút, nút L và nút K đi, thì các em sẽ phải kéo nó về mà chúng ta đặt một cái từ N, có nghĩa là gì? Kết thúc nhỉ? Thì ở cái phương pháp AON này thì nó khá là đơn giản. Rồi, khi mà biểu diễn sơ đồ AON có ai thắc mắc gì không? Các bạn có hiểu phần này không?
cái này thì khá là đơn giản. Chẳng hạn như là chúng ta chỉ cần xác định cái công việc trước đó. Do đó vấn đề là đừng có quá đơn giản. Cái đơn giản của các em thì chẳng hạn công việc A rồi công việc B, công việc C rồi công việc D trước nó, mà chúng ta có thể gì tạo cho mình ba, ít nhất là đừng có bốn thì nhiều quá, đúng không ạ? Ba công việc trước đó kết thúc, hoặc là hai công việc trước đó kết thúc, và trong chẳng hạn như là trong 10 công việc thì ít nhất có hai công việc kết thúc, hoặc là gì ba công việc kết thúc, thì nhiều lúc nó sẽ cái điểm của chúng ta khi mình chấm điểm thì nó cũng nó sẽ cao hơn, tại vì ở đây là chúng ta làm theo cái dự án của chúng ta mà, chứ không phải là theo cái bài tự luận. Thông thường cái bài tự luận của các em thì mình sẽ các năm trước thì mình sẽ yêu cầu vẽ rất là nhiều, đúng không ạ? Có ba thôi, bốn thì ít khi lắm. Ba công việc kết thúc, từ đó chúng ta có thể xác định, và đa số thì các bạn điểm cũng cao cả. Ở đây thì tại vì chúng ta làm tiểu luận nên mình cũng cố gắng là hướng dẫn cho các em và các bạn một cách kỹ, chúng ta có tính kịch hơn một tí, phức tạp hơn một tí thì cái điểm chúng ta sẽ cao hơn. Rồi liên quan tới cái sơ đồ mạng AON này, biểu diễn sơ đồ mạng AON này, có ai thắc mắc gì không? Rồi mời bạn Mai Phương. Thưa thầy, em có một chút thắc mắc về cái ký hiệu á thầy. Ừ, rồi. Nếu mà trong bảng lớn là mình ví dụ có công việc A với lại công việc E cùng bắt đầu á, thì từ star thì đến A với E được không ạ? Hay là bắt buộc phải là B hả thầy? Em nói lại một tí như thế nào. Rồi. Là ở trong bảng công việc lớn mà mình tổng hợp gọi của nhóm đó thầy. Ừ. Thì ví dụ em có hai công việc cùng bắt đầu một lúc, là em ký hiệu là A và cái thứ hai là E, thì từ tại sao em không lấy B? Dạ tại vì em làm theo cái thứ tự công việc á, công việc A xong tiếp theo là công việc B. Thật ra thì công việc A là công việc B á. Mình nói như thế này, cái ký hiệu ABCD thực ra thì cũng không có phải theo thứ tự lắm đâu. Do đó thì các em quan trọng là chẳng hạn như là mình coi cái thứ tự ở trong cái bảng của các em á. Tôi lấy ví dụ như là công việc 1 là A. Công việc chẳng hạn qua là khi mà chúng ta biểu diễn á thì chúng ta cần phải đánh số thứ tự, hoặc là chúng ta sử dụng chữ cái để biểu diễn, đúng không ạ? Dẫn đến thì cũng không bắt buộc các em phải theo thứ tự ABCD đâu. Tuy nhiên thì vấn đề là khi mình coi á, để mà khi mình chấm bài của các em đi, tôi thấy rằng là công việc A rồi công việc E thì cũng được. Để mà chúng ta nhìn, tuy nhiên vấn đề là mình phải coi cái thứ tự đây này, chẳng hạn như là mình phải xem được cái thứ tự là trong cái bảng tổng quát của các em là ở cái mục tiêu đó có 10 công việc đó, thì có công việc 1 có phải là A không, công việc 2 có phải là E không, đúng không ạ? Chứ còn mà công việc 1 là chúng ta là A, công việc 2 chúng ta là B, nhưng mà vấn đề là chúng ta biểu diễn, khi mà chúng ta biểu diễn là từ A chúng ta lại sang E thì đảm bảo là sai nha. Do đó thì vấn đề là các em cần phải mình sẽ phải coi kỹ, khi mà chấm điểm các em mình sẽ coi kỹ để mình đảm bảo rằng là những cái công việc mà các em biểu diễn trên sơ đồ mạng nó phải theo thứ tự. Mặc dù là các em có thể để A, E thôi thì mình cũng cho các em thoải mái thôi. Các em hơi làm khó mình tí không? Tại vì mình đọc cũng hơi làm khó các em, tại vì nhiều lúc là chúng ta sẽ dễ lẫn lộn. Tại vì mình hiểu các em rồi, chẳng hạn cho tôi lấy ví dụ như là bạn thì đánh A1, A2, bạn thì đánh A, E, D, E gì đó đúng không ạ? Thì tùy thôi, nhưng mà mình sẽ coi cái bảng tổng quát của chúng ta, cái bảng mà lúc nãy mình chiếu cho các em á, cái bảng tổng đó thì các bạn, tất cả các nhóm đều phải có cái bảng tổng, và tất cả các thành viên trong nhóm phải có. Tại vì mình nói rồi, khi mà chấm điểm mặc dù là chấm điểm cá nhân nhưng cái phần nhóm nó có điểm hết, đúng không ạ? Cá nhân chẳng hạn như là đợt trước mình nói với các em rồi, nếu mà chúng ta hoàn thiện đầy đủ các cái nội dung của nhóm thì ít nhất là các em phải được 3 điểm rồi. Tại vì vấn đề là chúng ta 50% điểm quá trình, 50% điểm thi, thì ít nhất là mình để các em là 3 điểm rồi. Cái đó là liên quan đến vấn đề nhóm. Còn 2 điểm còn lại không, 2 điểm là nhóm rồi. Nó thể hiện tới cái phần mà cái bảng đó là 2 điểm rồi. Có nghĩa là bạn, các nhóm làm tốt phần đó là 2 điểm, còn lại 3 điểm còn lại điểm thi đó là 6 điểm đó, thì là cái đó là cá nhân của các em thể hiện. Và cá nhân thì các em lưu ý rằng là mình sẽ coi
mình sẽ coi là bạn nào được phân mục tiêu nào, thì cái đó là mình rõ ràng mình biết rồi, tại vì vấn đề là mình sẽ đã chấm điểm quá trình, từ đó mình cũng biết là tại vì chúng ta cũng đã làm nhiều rồi, bài tập rồi, từ đó chúng ta cũng tôi cũng biết rõ ràng là à, bạn đó được phân cái đó rồi. Chúng ta tránh cái trường hợp là trong suốt cái khi làm quá trình chúng ta đã được phân cái đó rồi, nhưng mà thi thì chúng ta lại làm một mục tiêu khác, thì tôi đảm bảo là tôi cũng không biết chấm như thế nào đâu nhé. Cái đó là thì tôi cũng do đó thì vấn đề là chúng ta phải bám sát ngay từ đầu rồi, khi học môn này thì ngay từ đầu chúng ta đã vượt phân cái phần nào rồi, thì chúng ta làm cho đến khi mà chúng ta nộp cái tiểu luận cho tôi luôn. Đừng có tránh trường hợp là trước các cái bài của các em trong bài tập thì các em làm ở nhóm cái mục tiêu 2, tuy nhiên cái bài mà thi của chúng ta thì tôi thấy em đó nằm ở mục tiêu 3 thì không được đâu nghe. Nhiều lúc là mình sẽ trừ điểm đó nha. Do đó thì còn vấn đề là đánh số như thế nào thì tùy các em thôi. Có thể là đánh 2.1, 1.1 hay là như thế nào đó tùy các em, hoặc là sử dụng chữ cái, sử dụng số cũng được. Và tuy nhiên vấn đề là mình sẽ coi cái thứ tự từ cái bảng tổng quát của các em. Nếu mà cái bảng tổng quát của các em mà nó khác với lại là cái vấn đề biểu diễn, coi như là chúng ta biểu diễn sai, nhớ nha. Do đó vấn đề là cần phải có sự thống nhất giữa các thành viên trong nhóm khi mà chúng ta làm cái bảng tổng quát đó, các em cần lưu ý. Rồi các bạn nào có thắc mắc gì liên quan đến phần này nữa không? Cho mình một tí. Rồi các bạn nào còn thắc mắc phần này được không? Hiểu phần này chứ, phần này thì nó còn biểu diễn đơn giản hơn cái thằng LA đúng không ạ? Rồi coi như là cái vấn đề là xây dựng sơ đồ mạng coi như là xong, đúng chưa? Trong 4 bước thiết lập cái tiến độ thực hiện dự án thì cái bước đầu tiên là sau khi mà chúng ta đã xác định được các cái hoạt động cũng như là thứ tự của các cái hoạt động như thế nào, công việc trước đó là gì, đúng không ạ? Cũng như là thời gian thì chúng ta sẽ tiến hành cái bước gọi là vẽ. Các em lưu ý cái vẽ này là nhóm vẽ, là thành viên vẽ nghe, có nghĩa rằng là chúng ta được phân những cái phần nào thì chúng ta sẽ làm như đó. Chẳng hạn tôi lấy ví dụ như là liên quan tới cái vấn đề ma trận này, những cái nội dung mà chúng ta cá nhân làm này, thứ nhất là bản tổng quan thì không sao rồi, cái bản này đâu rồi. Đây, cái này thì sau khi mà chúng ta thống nhất xong, chúng ta đưa vào nhóm, cái này là coi như là nhóm, tất cả các mục tiêu của nhóm, rồi tôi nhìn vào đây. Và thực ra thì tên của bạn nào thì mình cũng không cần phải ghi tên đâu, thiết kế là bạn A, bạn B, bạn C, tại vì vấn đề là chúng ta đã biết rồi, đó, tôi cũng biết rồi, đúng không ạ? Còn những cái từ cái phần này trở đi, những cái phần còn lại, chẳng hạn như là lập ma trận trách nhiệm, thì cái này là cá nhân được phân trong mục tiêu nào? Thì các em mình hướng dẫn rồi, chúng ta phải tự lập cho mình cái này ra, được chưa? Chẳng hạn như là trong mục tiêu này có bao nhiêu công việc, ai thì cái này là cá nhân của chúng ta lập rồi, thì đây chính là những cái bài mà chúng ta đã làm và sẽ nộp cho tôi trong hết tuần sau, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta chỉ cải thiện lại cho tôi thôi, tổng hợp lại thôi, chứ tôi cũng không có yêu cầu các em phải làm nhiều thêm nữa. Quan trọng là chúng ta đã, nếu mà nhóm nào bạn nào đang thấy ít các công việc quá thì chúng ta, các em chờ mình một tí. Rồi, cái phần này là chúng ta phải làm cho mình này. Cái phần này là chúng ta sẽ làm cho mình, cá nhân làm này, đúng không ạ? Rồi xác định cái rủi ro. Thì các em lưu ý rằng là đây, chẳng hạn như là đây, các cái công việc mà trong cái mục tiêu của mình 10 công việc như thế nào, các em phải xác định cho mình cái này là cá nhân làm, chúng ta đưa vào trong cái bài
của mình, được chưa? Rồi, cái phần mà lập tiến độ thực hiện dự án này là cá nhân là. Tới đây chúng ta đã nắm được chưa? Và trong phần này thì vẽ cái sơ đồ thì cá nhân là, đúng không? Dựa theo cái mục tiêu chúng ta đã được phân, đúng không ạ? Cái thứ hai, rồi, thế thôi. Chúng ta vẽ dưới dạng là AON cho mình, được chưa? AON thì đó, xong rồi, đúng không? Không ai thắc mắc gì, đúng không? Rồi, tiếp theo thì sau khi mà chúng ta vẽ được cái sơ đồ xong thì chúng ta sẽ bắt đầu tính toán cái thời gian cho từng công việc theo cái mạng AON. Theo cái mạng AON này thì người ta sẽ biểu diễn dưới dạng là hình chữ nhật. Chứ còn mà AOA thì người ta sẽ sử dụng cái sự kiện 1, sự kiện 2, nó phức tạp lắm. Mình thôi thì mình bỏ qua. Thì ở trong cái hình chữ nhật này, thông thường nó sẽ biểu diễn dưới dạng này. Và nó sẽ có các cái ô, các cái ô. Thì cái ô này có ý nghĩa như thế nào? Thì ở đây chẳng hạn như là công việc, chẳng hạn như công việc A thì người ta sẽ để ở đây. Tôi lấy ví dụ như công việc A. Ở đây người ta sẽ để tên công việc đó. Tên công việc đó thì thông thường thì người ta sẽ để dưới dạng làm ký hiệu thôi, đúng không ạ? Công việc 1 là A, B, C, D hay các em 1.1, 1.2, 1.3 là tùy các em thôi. Tôi cũng không có, mình nói lại là tôi cũng không có bắt buộc các em phải sử dụng chữ cái để mà tránh trường hợp. Thì rồi, ứng với mỗi công việc này thì nó sẽ có các cái thời gian khác nhau của công việc này, đúng không ạ? Thứ nhất là thời gian bắt đầu sớm. Có nghĩa rằng là gì, chúng ta có thể bắt đầu sớm cái công việc đó được không? Người ta gọi là thời gian bắt đầu sớm của công việc A. Rồi, thời gian hoàn thành sớm, đúng không ạ? Bao giờ cũng có khái niệm đối với vấn đề thời gian là bắt đầu và kết thúc. Thì bắt đầu và kết thúc thì nó có hai loại là bắt đầu sớm và bắt đầu muộn. Cũng như là kết thúc thì nó sẽ có hai loại, đó là kết thúc sớm và kết thúc muộn. Dẫn đến là chúng ta sẽ có này, thời gian bắt đầu sớm của công việc này. Thời gian bắt đầu bao giờ thì nó bắt đầu sớm thì nó sẽ hoàn thành sớm, đúng không? Và bao giờ thì nó bắt đầu muộn thì nó sẽ hoàn thành muộn. Cũng tương tự như vậy, nó cái thời gian thực hiện, cái thời gian thực hiện này thì chúng ta đã xác định ước lượng cái thời gian thực hiện rồi, đúng không ạ? Bằng cái phương pháp 3 điểm PERT đó, được trước mình hướng dẫn, thì đây là cái thời gian mà chúng ta đã xác đã có rồi. Thì từ cái thời gian này, lúc này chúng ta phải đi xác định được cho mình thời gian bắt đầu sớm, thời gian hoàn thành sớm, thời gian bắt đầu muộn và thời gian hoàn thành muộn. Và ứng với mỗi công việc này thì chúng ta cần phải xác định cái thời gian dự trữ. Thời gian dự trữ thì nôm na bắt đầu sớm có nghĩa là gì? Ngày sớm nhất mà công việc có thể bắt đầu trong điều kiện ràng buộc bởi các công việc trước đó. Còn hoàn thành sớm có nghĩa là ES, ở đây người ta viết tắt bởi cụm từ tiếng Anh là early start, đó có nghĩa là bắt đầu sớm. Còn chẳng hạn hoàn thành sớm thì người ta sử dụng cái từ early finish, đúng không ạ? Chờ mình tí nghe. Rồi, bắt đầu muộn cũng tương tự như vậy, người ta sử dụng một cái thuật ngữ là late start, hoặc là hoàn thành muộn có nghĩa là late finish. Ngoài ra người ta có thêm một cái thuật ngữ là thời gian dự trữ, SL, mình cũng không nhớ rõ cái gì thôi. Thôi thì người ta sử dụng cái thuật ngữ là SL. Thì ở đây chúng ta sẽ phải xác định, đúng không ạ? Sau khi mà chúng ta vẽ được cái sơ đồ mạng rồi, ở đây thì có thể là sơ đồ mạng AOA hay là AON. Nôm na ở đây thì mình yêu cầu các em là gì, biểu diễn theo AON cho mình. Do đó khi mà chúng ta tính cái thời gian cho từng công việc, thời gian bắt đầu sớm, thời gian bắt đầu muộn, thời gian hoàn thành sớm, thời gian hoàn thành muộn và thời gian dự trữ cho mỗi công việc này, thì chúng ta sẽ áp dụng theo cái thằng AON. Thì nôm na chúng ta sẽ thấy rằng là ở đây thì thông thường người ta sẽ ký hiệu đây, ký hiệu đây, ở ký hiệu này là ES có nghĩa là early start này, duration có nghĩa là cái thời gian thực hiện công việc này là bao lâu này, đúng không ạ? Early finish có nghĩa là cái công việc này có thể kết thúc khi nào, sớm khi nào này, cũng tương tự như vậy là cái công việc này, cái ngày muộn nhất mà công việc này có thể bắt đầu mà không làm chậm trễ dự án là khi nào. Đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải xác định cái này. Thì để có thể xác định cái này thì nó có công thức, chờ mình tí nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì để có thể xác định được các cái bước tính thời gian, những cái thời gian này thì nó có công thức. Thì đây thì nó có công thức thì mình hướng dẫn cho các em luôn trực tiếp ở trên cái sơ đồ thì chúng ta sẽ dễ dàng xác định hơn so với vấn đề công thức. Nôm na thì mình cũng áp dụng theo công thức mà thôi. Đây. Thì sau khi mà chúng ta xác định được cái thời gian, các cái bước tính thời gian này xong thì chúng ta sẽ xác định được các cái công việc răng và đường răng. Thì nôm na là đường răng của dự án, nó gọi là critical task hoặc là critical path. Đó là hai cái thuật ngữ tiếng Anh người ta hay sử dụng để mà người ta nói là cái đường răng của dự án. Thì nó là cái đường xuyên mạng đi từ thời điểm khởi công dự án, có nghĩa là sự kiện khởi công dự án tới thời điểm kết thúc dự án, gọi là sự kiện hoàn thành dự án. Có chiều dài trên trục thời gian, tức là tổng thời lượng thực hiện các cái công việc thuộc đường này lớn nhất. Và thông qua cái đường răng này thì chúng ta có thể xác định được cái thời gian hoàn thành dự án. Qua các cái công việc có dự trữ thì nôm na là các cái công việc mà gọi là công việc răng, thì là những cái công việc mà có dự trữ toàn phần bằng không, gọi là các cái công việc răng. Dẫn đến là gì? Nếu mà chúng ta xác định, khi mà chúng ta tính toán ước lượng thời gian trong mỗi công việc, mà nếu mà chúng ta xác định được cái thời gian dự trữ này bằng không thì coi như cái công việc đó là công việc răng. Có nghĩa rằng là sao? Là những cái công việc mà không có thời gian dự trữ dẫn đến là chúng ta phải hoàn thiện nó, có nghĩa rằng là chúng ta phải thực hiện nó theo đúng tiến độ, không có được trì hoãn. Thì để có thể xác định được các công việc răng này thì chúng ta cần phải tính toán cái thời gian từng công việc. Và người ta chẳng hạn như làm người ta sẽ kết nối, chẳng hạn như là từ xuyên suốt cái dự án, từ khi từ thời điểm bắt đầu đến thời điểm kết thúc, thì người ta sẽ xác định các cái công việc răng và người ta sẽ kết nối các cái công việc đó lại với nhau, các công việc răng này với nhau, thì người ta tạo ra một cái đường răng. Và từ cái đường răng này thì người ta sẽ tính được tổng cái thời gian hoàn thành dự án bằng cách là gì? Lấy thời gian thực hiện công việc răng đó cộng lại cho nhau thì nó sẽ tha ra được một cái tổng thời gian hoàn thiện dự án. Thì đó là cái phương pháp gọi là lập tiến độ dự án người ta có thể sử dụng để mà người ta xác định, thì người ta gọi là đường răng, được chưa? Thì ở đây mình cái công thức thì cái công thức nó ở đây rồi, tuy nhiên nói về công thức thì nó khó hiểu lắm, mình hướng dẫn trực tiếp ở trên cái này luôn, ở trên cái này luôn. Chẳng hạn như là tôi có một cái mục tiêu đi, đúng không ạ? Mục tiêu một này nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 công việc, đúng không? Để hoàn thành mục tiêu 1 này thì nó sẽ có 8 công việc, đúng không? Thứ nhất là nó liên quan đến vấn đề là chắc là xây dựng thôi, đúng không? Thứ nhất là gì? Công việc A. Đó là do tại sao mà ở đây này chúng ta lưu ý rằng là cái này là người ta công việc A là gì? Chấp thuận hồ sơ, cũng giống như chúng ta có thể là viết báo cáo hay phân tích gì đó. Rồi công việc B là các cái kế hoạch xây dựng, công việc C là nghiên cứu giao thông, công việc D là kiểm tra mức độ sẵn sàng về dịch vụ. Công việc E là báo cáo nhân sự, công việc F là chấp thuận bản phân công công việc, công việc G là chờ đợi trong khi đang thi công, công việc H là đưa vào sử dụng. Thì chúng ta thấy không, ở đây người ta đưa các cái công việc này vào rất là dễ dàng. Do đó thì để mang cái tính gọi là tính kịch ở đây thì các em cũng có thể tạo ra rất là nhiều công việc để mà có thể trong mỗi cái mục tiêu cụ thể, đúng không? Chứ không thể nào chúng ta cứ nói là cái công việc của em chỉ có thể 3 công việc mà thôi. Thì cũng ở đây chúng ta đang học mà, chứ đâu phải trong thực tế, đúng không? Trong thực tế nó đúng rồi thì chịu thôi, vấn đề là 3 công việc thì thôi chịu thôi. Còn ở đây mang tính chất tính kịch thì chúng ta tạo ra cho mình nhiều cái công việc một tí để chúng ta khi mà chúng ta biểu diễn liên quan đến vấn đề là lập tiến độ để thực hiện dự án này, nó cái điểm của chúng ta nó phụ thuộc vào đây mà, chúng ta cũng cố gắng giúp mình một tí, đúng không? Các cái công việc thực hiện trước đó ở trong cái ví dụ này, chẳng hạn như là công việc A là không có công việc thực hiện trước đó, đúng không? Có nghĩa là bắt đầu bằng từ công việc A. Rồi để mà có thể bắt đầu công việc B thì công việc A hoàn thành. Để bắt đầu công việc C và D cũng tương tự công việc A hoàn thành, đúng không? Để bắt đầu công việc E thì công việc B và C phải hoàn thành. Vậy bắt đầu công việc F thì công việc B, C, G, D cũng để hoàn thành. Thì chúng ta thấy không? Mặc dù là người ta có 8 cái công việc thôi, nhưng mà người ta tạo ra rất là nhiều tính kịch, đúng không? E thì B, C, F thì B, C, D, đúng không? Thì chúng ta cũng cố gắng giúp mình một tí. Thì điểm của cái này ở đây thì tôi cũng lưu ý rằng là tôi cũng chỉ dựa vào đây để cho điểm các em mà thôi, đúng không? Nếu mà chúng ta đơn giản hóa thì nhiều lúc là cái điểm của chúng ta không thể cao được. Mặc dù tôi cũng rất là cố gắng, tuy nhiên vấn đề là được điểm A đi nó cũng hơi khó một tí, đúng không ạ? B thì có thể ok thôi, nhưng mà A thì nhiều lúc là phải có cái gì thì tôi mới cho A được chứ, đúng không ạ?
Thì các em lưu ý là ở đây chúng ta cũng cố gắng tạo cái tính kịch ra. Có nghĩa là cái công việc đó có thể cái bắt đầu công việc đó thì BCD đúng không? Ở đây người ta lưu ý này, BCD này đúng không? Công việc G thì để có thể bắt đầu công việc G thì công việc F. À thì lưu ý ở đây chúng ta thấy không? Người ta có những cái thứ tự F này. À, những cái công việc trước đó phải hoàn thành là ở trên đây đúng không? Thì ở đây có thể là A, B, C, các em lấy lưu ý nè, A, B, C đúng không? F rồi đây, chúng ta thấy không? Rồi công việc H chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc E và công việc G hoàn thành, được chưa? Bên đây là chúng ta thấy rằng là có cái thời gian để thực hiện, có nghĩa là cái thời gian thực hiện của mỗi công việc. A là 5 ngày, B là 15 ngày, C là 10 ngày, D là 5 ngày, E là 15 ngày, F là 10 ngày, G là 170 ngày, đó. Tại vì vấn đề là chúng ta thi công mất mấy tháng trời đúng không ạ? Rồi H là đưa vào sử dụng thì mất 35 ngày. Thì đây, đây là sơ bộ. Thì thử căn cứ vào đây chúng ta vẽ giúp mình cái sơ đồ AON tí thôi. Đó, nhìn vào đây thì chúng ta thử vẽ cho mình giúp mình cái. Rồi chúng ta thấy không, đây ở đây thì thực ra thì trong thực tế nó sẽ phải biểu diễn như thế này. Ở đây theo mạng AON thì chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ biểu diễn dưới dạng là khi mà chúng ta tính thời gian luôn, mà trong thực tế khi mà các em coi các cái bảng mô tả dự án thì bao giờ chúng ta cũng thấy là người ta sẽ biểu diễn theo cái kiểu này. Thì ở đây chúng ta thấy không, đây công việc A, đây công việc A. À, rồi ở xung quanh thì người ta để chữ ES, có nghĩa là early start, có nghĩa là thời gian bắt đầu sớm của cái công việc này. Thời gian rồi early finish có nghĩa là thời gian kết thúc sớm của công việc A này, đúng không? Duration. Đây, chúng ta cứ slide này mình hình như là chắc là mình sẽ gửi lại cho các em để mà mình có một số các cái cập nhật đúng không? Thì chúng ta thấy đây, người ta sẽ biểu diễn, người ta ghi chữ A vào đây, đúng không ạ? Và bắt đầu chúng ta sẽ đi tính. Nè. Thực ra thì chúng ta chỉ có hai cái, chúng ta chỉ có cái duration này mà thôi, duration này mà có nghĩa là thời gian thực hiện đây, đây thời gian thực hiện này mà thôi. Đây. Thì để biểu diễn chúng ta thấy này, công việc nôm na đây, công việc A trước nó thì không có công việc gì cả, dẫn đến là chúng ta có thể và chỉ có mỗi công việc A là khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện dự án thì chúng ta chỉ thực hiện một công việc A mà thôi, chúng ta không có thực hiện đồng thời hai công việc, dẫn đến là người ta sử dụng cái A này coi như là cái điểm bắt đầu luôn, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy này, A này, đúng không ạ? Rồi, công việc B chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc, từ A vẽ ra, đúng không ạ? Đây, công việc B, C, D chỉ có thể bắt đầu khi công việc A kết thúc, dẫn đến là từ công việc A vẽ ra. Đây, vẽ ra, B, C, D. Chúng ta nắm tới đây được chưa? Rồi, công việc E chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc B và C kết thúc. Chúng ta thấy không? E đâu? E chỉ có thể bắt đầu khi công việc B và C kết thúc, từ B vẽ ra, từ C vẽ ra. Đây, đó lý do tại sao mà mình nói rồi, cái phương pháp này nó khá đơn giản hơn, chúng ta có thể dễ dàng vẽ hơn, đúng không ạ? Rồi tiếp tục, công việc F chỉ có thể bắt đầu khi mà công việc B, C, D kết thúc. Đây, công việc F vẽ sao cho nó thoáng, cho nó rộng ra là được. Chúng ta có thể kéo thằng F ra tới đây cũng được, không thành vấn đề. Các em cần lưu ý nha. Công việc F chỉ có thể bắt đầu, đúng không ạ? Khi công việc B này, C, D kết thúc, dẫn đến là từ B kéo ra, từ C kéo ra, từ D kéo ra. Thì chúng ta ra được F, được chưa? Rồi tiếp tục, công việc G chỉ có thể bắt đầu khi công việc F kết thúc,
Đâu, công việc G này. Công việc G chỉ có thể bắt đầu khi công việc F kết thúc từ F kéo ra. Được chưa? Ở đây các bạn rõ chưa? Rồi, công việc H là công việc cuối cùng. Và công việc H này chỉ có thể bắt đầu khi công việc E và G này kết thúc. Dẫn đến là chúng ta cần phải xác định một cách cụ thể. Mặc dù là tính kịch nhưng mà nó cũng phải hợp lý. Đúng không? Mang tính chất logic. Thứ tự giữa các công việc nhé. Rồi, chúng ta thấy không? E này, công việc H chỉ có thể bắt đầu khi công việc E và G kết thúc. Kéo thằng này ra. Tới đây chúng ta sẽ vẽ được. Đây, xây dựng cái mạng AOE. Rồi, tới đây chúng ta đã vẽ... Các bạn đã hiểu chưa? Rồi, chúng ta đã hiểu chưa? Đơn giản mà, phải không? Đâu có gì phức tạp. Rồi, bắt đầu lúc này xong. Thì chúng ta bắt đầu là tính toán cái thời gian. Tính toán thời gian. Thì tính toán thời gian này chúng ta áp dụng cái công thức đây. Đâu rồi? Đây, công thức này. Cái công thức này. Cái công thức này mình sẽ tính cho các em như sau. Chúng ta coi một tí nha. Thì nó có người ta gọi là bước tính xuôi và bước tính ngược. Bao giờ chúng ta cũng sẽ xác định cái thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm cho tất cả các công việc. Nhớ nha, bắt đầu từ cái thời gian bắt đầu sớm này, thời gian kết thúc sớm, thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm, thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm, thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm, thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm của công việc F. Rồi công việc E cũng thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm. To em thấy giờ thấy không to bị kéo đó, có nghĩa rằng là khi mà chúng ta tính nó có một cái chiều, người ta gọi là chiều thuận. Chiều thuận là từ trái sang phải, và chiều thuận này chúng ta sẽ tính cái thời gian bắt đầu từ thằng này này, bắt đầu từ thằng này, thời gian bắt đầu sớm. Sau rồi qua thằng này. Chờ mình tính. Và sau khi mà chúng ta tính cái chiều xuôi này, người ta gọi là chiều xuôi ở phía trên trước, ở phía trên trước thì bắt đầu người ta sẽ tính chiều ngược. Thì chiều ngược có nghĩa là lúc này người ta sẽ tính từ đây qua. Ở đây người ta sẽ tính lúc này là tính cái trễ, có nghĩa là thời gian bắt đầu kết thúc trễ, thời gian bắt đầu trễ, thời gian kết thúc trễ, thời gian bắt đầu trễ của từng công việc. Đúng không ạ? Thì sau khi mà chúng ta tính toán được cái thời gian bắt đầu sớm, thời gian bắt đầu trễ rồi, thì chúng ta sẽ tính cái thời gian dự trữ là SL của từng công việc bằng cách chúng ta áp dụng cái công thức đây. Đây thì cái thời gian mà dự trữ thành phần có nghĩa là chúng ta sẽ lấy cái thời gian mà kết thúc muộn LS này trừ cho cái thời gian kết thúc sớm, cái thời gian bắt đầu muộn trừ cho cái thời gian bắt đầu sớm. Đây có nghĩa là chúng ta sẽ lấy LS này trừ cho cái thằng ES này, nó sẽ ra thằng SL. Đúng không? Rồi khi mà chúng ta tính được cái thằng SL này xong, chúng ta sẽ xác định được các cái công việc căn. Các cái công việc căn có nghĩa là các cái công việc mà có cái thời gian dự trữ bằng 0, là những cái công việc mà bắt buộc phải thực hiện, không được trì hoãn. Tại vì nó đâu có thời gian trì hoãn đâu. Thời gian dự trữ thì nôm na chúng ta hiểu là cái thời gian mà trì hoãn của công việc đó, mà đảm bảo rằng là dự án có thể kết thúc một cách là gì? Đúng thời hạn. Nhưng mà đối với những cái công việc căn thì là những cái công việc họ không có thời gian dự trữ, đúng không? Dẫn đến là công việc đó là tới thời điểm đó bắt buộc phải làm, không có được trì hoãn. Thì nôm na sau khi mà chúng ta xác định được cái thời gian dự trữ toàn phần của mỗi công việc này, thì lúc này chúng ta sẽ xác định được cái công việc găng. Và khi mà xác định được các cái công việc găng rồi, thì chúng ta sẽ kết nối các cái công việc găng này lại với nhau.
thì nó tạo ra một cái đường gang. Tổng từ cái đường gang này chúng ta sẽ xác định được ra tổng cái thời gian liên quan đến vấn đề là thực hiện dự án này, thì dựa trên cái đường gang đó thì đó là cái bước tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các em. Thì để có thể xác định được đây thì chúng ta tính như thế này, bao giờ người ta cũng cho cái thời gian bắt đầu sớm của cái công việc A này, nhớ nghe. Thật ra thì cái công thức là như vậy, nhưng mà thôi thì mình dựa trên cái này chúng ta sẽ dễ hiểu hơn. Đây, bao giờ người ta cũng cho cái thằng ES của A này cái thời gian bắt đầu sớm của cái công việc đầu tiên bằng 0. Đây, bằng 0. Cái này là mặc định rồi, bằng 0. Đây. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy không? Đằng này bằng 0. Đúng không? Cái này là cho nghe. Ở đây để mình lấy. Bao giờ người ta cũng mặc định cái thằng S của A này này, cái thời gian mà của cái công việc đầu tiên khi mà chúng ta thực hiện dự án này nôm na là bằng 0, đúng không? Tại vì vấn đề là khi nó bắt đầu thì coi như nó bằng 0, được chưa? Kéo lên tí cho các em biết. Đây, bằng 0. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ tính EF của A theo cái công thức này, EF của A sẽ bằng ES của A cộng cho duration, thời gian thực hiện A. Thì chúng ta biết rồi, thời gian thực hiện công việc A là 5, đúng không ạ? Đây, chúng ta cứ tính ra đây, thời gian thực hiện của nó là 5, 15, 10 đây này, đúng không ạ? Chúng ta gán, đúng rồi, đây, chúng ta gán cái thằng đầu tiên, ES bằng 0, đây. Thì cái thời gian, bắt đầu chúng ta thấy nè, ESA, thời gian gọi là kết thúc sớm, đúng không ạ? Đây, thì nó sẽ bằng là thời gian kết thúc bắt đầu sớm của A cộng cho thời gian thực hiện A, thì bằng 0 cộng 5 bằng 5, được chưa? Tương tự bằng 5, đúng không ạ? Rồi, tới đây thì người ta bắt đầu nè, khi mà chúng ta có được cái này rồi, có cái thời gian kết thúc đây, người ta chúng ta tính được cái thời gian gọi là kết thúc sớm của A. Đây. Thì chúng ta áp dụng công thức, người ta nói rằng là gì? ES đây. ES của A, lúc này ES của A thì ở đây chúng ta thấy không? Bắt đầu chúng ta tính tiếp ES của B, của C, của D, đúng không ạ? Thì tất nhiên rồi, người ta nói rằng là ES của thời gian bắt đầu sớm của B, của C, của D bằng max. Đây, bằng max là có nghĩa là giá trị lớn nhất. Đây, bằng max của EFG có nghĩa là thời gian bắt đầu sớm, thời gian kết thúc sớm của công việc trước nó. Của công việc trước nó. Thì chúng ta thấy rằng là gì? Công việc B, cái công việc trước nó là gì? Là A mà thôi. Đúng không ạ? Mà max của EFA ở đây là gì? Là 5. Đúng không ạ? Vì chúng ta gán đây 5 mà. Được chưa? Dẫn đến là thời gian bắt đầu sớm của công việc C. Thì chúng ta thấy không? Thời gian bắt đầu sớm của công việc C nó sẽ bằng là giá trị lớn nhất của cái EFA, đúng không ạ? Đây. Là mấy? Là 5. Đây. Chúng ta đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là thằng này 5 này, 5 này, 5 này, đúng không ạ? Rồi, được chưa? Rồi tương tự khi mà chúng ta có AES thời gian bắt đầu sớm của B rồi thì chúng ta sẽ cộng cho cái duration có nghĩa là thời gian thực hiện của B thì chúng ta ra được cái giá trị là 20, 15, đúng không ạ? 10. Rồi, lúc này chúng ta bắt đầu xác định cái ơ, đúng không ạ? Cái ơ thì chúng ta bắt đầu xác định cái ESE có nghĩa là thời gian bắt đầu sớm của ơ. Nhưng mà ơ này các em thấy rằng là trước cái công việc ơ nó có hai công việc là B và C, đúng không ạ? Đấy. Thế mà chúng ta vẽ ra là B và C, đúng không ạ? B và C. Đúng ý này, B và C. Thì người ta nói rằng cái giá trị của ESB này nôm na lúc này chúng ta thấy rằng là cái thằng B, thằng C và D thì nó chỉ có một cái công việc trước nó là A, do đó thì mặc nhiên nó sẽ bằng max, có nghĩa là giá trị lớn nhất của A là 5, 5, 5, 5. Nhưng lúc này chúng ta thấy rằng là gì, thằng ơ này nó bắt đầu khi mà nó phụ thuộc vào hai công việc và B và C, dẫn đến chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất của thằng B hoặc là thằng C,
đúng không ạ? Có nghĩa rằng là cái thời gian kết thúc sớm của B hoặc là thời gian kết thúc sớm của C, thì chúng ta sẽ lấy cái thằng nào mà có giá trị lớn nhất. Thì chúng ta thấy không, B thì cái thời gian kết thúc sớm của nó mà chúng ta tính ra được là 20, C cái thời gian kết thúc sớm của nó chúng ta tính ra được là 15, dẫn đến nó sẽ lấy giá trị lớn nhất của cái thằng nào mà có giá trị lớn nhất, có nghĩa là cái thời gian kết thúc sớm lớn nhất thì người ta lấy là 20, đúng không? Qua đây 20, dẫn đến là chúng ta gán đây này. Đó lý do tại sao mà cái công thức này là nôm na người ta để gọi là đâu rồi, là ES của A. Trước đó trước A thì không có rồi, dẫn đến là người ta gán cái ES A đầu tiên là bằng bằng không, nhưng mà chẳng hạn E, đúng không? Chẳng hạn E đi, thì người ta sẽ lấy, tôi lấy ví dụ trong trường hợp E đi, người ta sẽ lấy cái giá trị lớn nhất của cái thằng ES, tại vì E nó phụ thuộc vào gì? C đúng không, và B, và cái giá trị là thời gian kết thúc sớm của C, đúng không? Có nghĩa rằng là chúng ta sẽ chọn cái thằng nào lớn hơn mà thôi. Các em cần lưu ý, chứ không phải là chúng ta tính toán gì ghê gớm, đúng không? Là C, đúng không? Dẫn đến chúng ta thấy này, của hai thằng này đi. Đấy, max của thằng này thì của nôm na chúng ta hiểu là tới đây nó sẽ bằng bằng cái gì? Max của hai max đúng không? Cái giá trị lớn nhất của EFB trong trường hợp này là mấy? EFB trong trường hợp này là 20. Thì coi như ở đây chúng ta đánh là 20, đúng không? Tách ra cho các em dễ hiểu thôi. Còn EFC có nghĩa là thời gian kết thúc sớm của C, lúc này chúng ta tính ra được là bao nhiêu? 15, đúng không ạ? 15. Giờ tưởng đến là giữa hai con số này thì người ta lấy giá trị lớn nhất là bằng gì? 20. Dẫn đến chúng ta thấy là ESE này có nghĩa là thời gian bắt đầu sớm của E này, E này, này là bằng 20. Tại vì chúng ta lấy đó, lý do tại sao chúng ta thấy 20 là ở đây. Đó lý do tại sao mà người ta sẽ lấy gì? Giá trị lớn nhất cái thời gian kết thúc sớm của cái công việc trước đó. Tại vì cái thằng E này nó phụ thuộc của hai công việc lần, đó là B và C, đúng không ạ? Tương tự chúng ta thấy F này, đúng không ạ? F này thì công việc trước nó là B, C và D, dẫn đến là chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất của ba thằng B, C và D. Mà giá trị lớn nhất của ba thằng B, C và D ở đây là gì? 20. Trong cái đó chẳng hạn như là thời gian kết thúc sớm của B là 20, thời gian kết thúc sớm của C là 15, thời gian kết thúc sớm của D là 5, là 10. Dẫn đến là chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất của ba thằng này thì là gì? Là B. Dẫn đến là ở đây chúng ta thấy là 20, đúng không? Từ 20 này tương tự chúng ta cộng cho gì? Duration là 10. Ở đây 10 thì chúng ta có rồi, đấy. Thời gian thực hiện C này là 10, đúng không ạ? Từ đó chúng ta của F này là 10, đúng không ạ? Từ đó chúng ta sẽ xác định được cái thời gian kết thúc sớm của thằng F là 30, đúng không ạ? Rồi, bắt đầu chúng ta tính tiếp thời gian kết thúc sớm của thằng G này. Thì thời gian kết thúc sớm của thằng G này thì công việc trước đó là gì? Công việc F, dẫn đến là nó chỉ có một cái giá trị F này thôi, thì coi như là chúng ta lấy cái giá trị thời gian kết thúc sớm của F luôn là 30, được chưa? Rồi 30 cộng cho cái thời gian thực hiện công việc G này là 170 ngày thì nó ra được 200. Thế là hiểu chưa? Rồi tương tự cái công việc cuối cùng là công việc H. Thì cái công việc H này chúng ta thấy rằng là công việc trước nó là công việc E và công việc G. Thì chúng ta sẽ lấy giá trị lớn nhất của cái thời gian kết thúc sớm của E và cái thời gian kết thúc sớm của G. Thì cái thời gian kết thúc sớm của E là 35, thời gian kết thúc sớm của G là 200. Từ đó chúng ta sẽ xác định được cái giá trị là lấy cái giá trị lớn nhất là 200, được chưa? Từ đó chúng ta cộng cho cái thời gian thực hiện công việc F là 35 ngày, từ đó chúng ta sẽ tính ra tổng nó là gì? 235 ngày. Có nghĩa là thời gian kết thúc sớm của công việc khác. Rồi, tới đây chúng ta hiểu chưa? Liên quan tới vấn đề là bước tính, người ta gọi là bước tính thuận đó. Để mà chúng ta xác định được cái thời gian bắt đầu sớm cũng như là thời gian kết thúc sớm của từng công việc. Có ai thắc mắc gì chỗ này không? Khá là đơn giản mà phải không? Không có gì khó cả. Bạn hỏi bạn coi, Dương Thị Thu Trang. Tôi chỉ lấy ngẫu nhiên ba bạn, nếu mà hiểu coi như là cả lớp hiểu nha. Cho mình một phút. Rồi mời bạn Thùy Dương.
Dạ thầy ơi, vậy là mình chỉ có điền số và những cái ô mà nó có màu thôi, còn mấy cái ô ở dưới là mình để trống hả? Không, tính hết. Mình đang tính cái bước tính xuôi thôi. Tới bước này đã hiểu chưa? Dạ rồi. Nó có ba bước tính, là quan trọng là mình sẽ hướng dẫn các em từng bước nghe. Dạ. Có nghĩa là làm trên cái bước này chúng ta đã hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Dẫn đến là khi mà chúng ta áp dụng vào trong cái tiểu luận của chúng ta phải tính như vậy đấy. Nhà được chưa? Rồi, cái bước này là ok rồi đúng không? Không có bạn nào thắc mắc đúng không? Bắt đầu bây giờ chúng ta lại tính ngược lại. Tính ngược lại. Đây. Lúc này chúng ta phải đi xác định ngược lại ở chỗ là L. Những cái ô trống trống này là không có nha các em. Lưu ý là chúng ta chỉ tính những cái chỉ số thôi, còn cái ô này do người ta vẽ ra. Thực ra thì chúng ta chỉ quan tâm những cái con số này, những con số này nè. Rồi, lúc này chúng ta sẽ bắt đầu tính tính cái thời gian, người ta gọi là thời gian bắt đầu buộc LS và thời gian kết thúc buộc của từng công việc. Đây, chúng ta sẽ bắt đầu đi tính cái này. Thì tính cái này thì nó không có tính theo từ trái sang phải. Nó không có tính từ trái sang phải như là chúng ta tính đối với cái thời gian bắt đầu sớm cũng như cái thời gian kết thúc sớm, mà cái này chúng ta sẽ tính ngược lại từ phải sang trái, từ phải sang trái đây, từ phải sang trái người ta gọi là trong cái phần này người ta gọi là bước tính xuôi và bước tính ngược. Tính ngược lúc này là chúng ta sẽ tính từ phải sang phải, và lưu ý giúp mình cái này là chúng ta đang xác định cái ô ở dưới này, cái ô ở dưới này nôm na là cái thời gian bắt đầu buộc và thời gian kết thúc buộc, và bao giờ nó cũng bắt đầu từ cái thằng LF này, nó bắt đầu từ cái công việc kết thúc cuối cùng là công việc H này. À, cái công việc H này thì để có thể tính được thì lúc này người ta cũng tương tự, người ta sẽ gán đây cái bước tính xuôi thì ở đây là xong rồi đúng không? Bước tính xuôi lúc nãy là mình lấy từ đây qua thôi để cho các em thấy này, đây là bước tính xuôi này, không năm 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 đúng không? Bây giờ có bước tính ngược, chúng ta tính ngược lại, tính ngược lại thì nó có một cái khái niệm như thế này. Người ta bắt đầu tính từ phải sang trái. Mình chỉnh lại một tí. Thực ra nó còn phải có một cái bước nữa đây. Người ta sẽ tính từ phải sang trái. Từ phải thì bắt đầu từ cái công việc cuối cùng của cái dự án này là công việc khác. Thì lúc này người ta sẽ gán cái LF này. Đây, cái LF của H này nè. Cái công việc cuối cùng này. Ở đây tôi để chữ thôi là để chữ H hôm nay là các em biết là cái công việc cuối cùng đúng không ạ? À, trong cái khi mà chúng ta làm cái tiểu luận của chúng ta thì chúng ta làm chúng ta tính cái cuối cùng thì người ta gán cái LFH này nó bằng, nhớ nghe, bằng EFH, có nghĩa rằng là người ta gán cái này là quy ước khi người ta tính thôi, người ta sẽ gán cái thời gian kết thúc buộc này bằng với cái thời gian kết thúc sớm của H đúng không ạ? Ở trong cái trường hợp này chúng ta đã tính được cái thời gian kết thúc sớm của H là bằng bao nhiêu? 235 đúng không ạ? Thì người ta sẽ gán đây, người ta sẽ gán cái thằng này bằng 235. Đây, các em thấy chưa? Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy thằng này bằng 235. Được chưa? Tới đây hiểu chưa? Rồi, để tính cái thời gian gọi là bắt đầu buộc. Đây. Ở đây là tôi để lộn nha. S người ta sẽ lần lấy là LF đúng không? Trừ cho rồi. Đây, chúng ta thấy này. Để mà có thể xác định được cái ES có nghĩa là cái này là gọi là LS chứ. Đúng không? Để mà xác định cái thời gian gọi là bắt đầu muộn đúng không ạ? Đây, bắt đầu muộn nè. Thì người ta sẽ lấy cái thời gian kết thúc buộc đây là 235 trừ cho cái thời gian thực hiện đúng không? Là 200. Được chưa? Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng nó sẽ lấy chỗ này này, LS của H đúng không ạ? Để chẳng hạn là LS của H đi. Đúng không ạ? Nó sẽ bằng là LF của H trừ cho cái thời gian thực hiện cái công việc đó đúng không ạ? Đây. Đúng không? Ở đây mình lấy ví dụ là nó bằng bao nhiêu để các em rõ ràng tí này. 235 đúng không? Trừ cho 35. Chúng ta sẽ bằng 2 200 đúng không? Đây.
Ba cho em xác định được chưa? Được chưa? Rồi. Tương tự như vậy, bắt đầu từ đây. Chúng ta sẽ bắt đầu là ngược lại, bắt đầu là gì? Chúng ta xác định cái thời gian gọi là kết thúc muộn LS của thằng E và LS của thằng G. Thì có một cái khái niệm đây, chúng ta lại áp dụng cái công thức này. Để mà tính LF của thằng A thì chúng ta sẽ lấy min LS của thằng G. G là công việc trước A. Trong cái trường hợp này, tôi lấy ví dụ như là trong cái trường hợp đâu rồi? Trong cái trường hợp trong cái trường hợp này, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy này. Bây giờ chúng ta chẳng hạn cái công việc trước, công việc sau nghe. Ở đây thì người ta gọi là trước, ở đây thì người ta gọi là sau. Nếu mà chúng ta tính cái bước tính xuôi thì chúng ta quan tâm cái công việc sau nó, đúng không? Còn ở đây thì người ta gọi là công việc trước nó, đúng không ạ? À, để coi thử. Lộn. Đúng không? G là công việc sau. Vậy. Đây, chúng ta thấy là cái công việc này là công việc sau, cái công việc này là công việc trước. Thì để mà tính cái LF của E, đúng không ạ? Thì người ta sẽ lấy giá trị min. Người ta sẽ lấy giá trị min của cái thằng sau nó là cái thằng H, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta thấy rằng công việc E, công việc sau nó là công việc gì? À, công việc H mà thôi, chỉ có một công việc thôi. Chúng ta tính bước tính ngược lại là công việc H dẫn đến là min của cái thằng LS của H, đúng không? Giá trị nhỏ nhất của cái thằng thời gian bắt đầu muộn của thằng H. Mà thời gian bắt đầu muộn của thằng H nó chỉ có là gì? 200 mà thôi, đúng không? Tại vì nó chỉ phụ thuộc cái thằng E này, nó chỉ phụ, chúng ta nhìn vào mũi tên vào đây này, thằng E này nó chỉ phụ thuộc vào cái thằng H này mà thôi, đúng không ạ? Thì từ đây chúng ta sẽ xác định ra được nó là 200 đây. Cũng tương tự như vậy, cái công việc G, thì cái công việc G thì chúng ta thấy rằng công việc sau nó là công việc H mà thôi, đúng không? G thì chúng ta lại lấy giá trị min của LSH, thì ở đây nó chỉ có giá trị là 2 năm mà là 200 mà thôi, hiện đấy chúng ta thấy rằng hàng này 200, đúng không? Và từ đây, đây, từ đây chúng ta tính được cái thời gian bắt đầu muộn, đúng không? Chúng ta lấy 200 trừ cho 15 theo công thức này, được chưa? Cũng tương tự như vậy, ở đây chúng ta xác định được cái thời gian bắt đầu muộn của công việc G, lấy 200 trừ cho 170, chúng ta ra 30, đúng không ạ? À, rồi, cũng tương tự như vậy, tới đây chúng ta tính này. Công việc F, đúng không ạ? À, công việc F thì cái thời gian gọi là thời gian kết thúc muộn của nó sẽ bằng F đây, đúng không? Thời gian kết thúc muộn của nó sẽ bằng là giá trị nhỏ nhất ở cái công việc trước nó. Công việc trước nó chỉ có một, chúng ta cứ nhìn chiều mũi tên này, nó chỉ bị công việc trước nó, sau nó chỉ có công việc G mà thôi, dẫn đến là LSG sẽ bằng bao nhiêu? 30, gắn cái thằng 30 này vào đây, 30 đây. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy cái thằng này 30, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta bắt đầu xác định cái thằng thằng E này, đúng không ạ? Bắt đầu thằng từ đây, từ 30 này rồi chúng ta sẽ xác định được cái thằng thời gian bắt đầu muộn của thằng F là lấy 30 trừ 10 theo cái công thức này, đúng không ạ? 30 trừ 10 còn 20, được chưa? Rồi tiếp tục chúng ta sẽ xác định cái công việc B. Các bạn lưu ý, công việc B thì sau nó thì có cả hai mũi tên này. Từ công việc B này chúng ta thấy hai chiều hai mũi tên không? Đây là công việc E này, công việc F này, đúng không? Thì lúc này chúng ta sẽ xác định cái thằng đây, nó có trường hợp này thì chúng ta cần phải xác định. Tôi lấy ví dụ ở đây, công việc E không? Công việc B này, đúng không ạ? Công việc B này nó sẽ có hai mũi tên. Đó, nó phụ thuộc vào cái công việc E này, đúng không ạ? Công việc E này, đúng không ạ? Và công việc LS của E này, đúng không? E và F, đúng không ạ? LS, chúng ta sẽ coi cái giá trị nhỏ nhất của cái thời gian bắt đầu muộn của công việc E và thời gian bắt đầu muộn của công việc F. Thì nhìn đây có hai mũi tên này, đúng không? Từ B trở đây này, nhìn thấy hai mũi tên thì chúng ta sẽ lấy, đúng không? Từ đây chúng ta sẽ lấy giá trị này, nhỏ nhất này, min của LS, đúng không? LS, LSE. LSE là bằng 18, đúng không? 185 này.
đúng không? Và cái công việc F là LSF bằng 20, và chúng ta lấy giá trị nhỏ hơn đúng không, dẫn đến ở đây nó bằng 20. Đó là do tại sao mà chúng ta thấy cái thằng B này là 20, nó lấy giá trị nhỏ của F mà thôi. Đây chúng ta thấy chưa, tại vì cứ nhìn chiều mũi tên mà nó ra này, đúng không, nhìn chiều mũi tên mà nó ra này, được chưa? Rồi công việc C, bắt đầu qua công việc C đúng không. Công việc C thì chúng ta thấy cái chiều mũi tên của nó, đây nó có hai chiều mũi tên là ngay đây. Ở đây tôi kẻ một tí, các em phải nhìn sao cho nó kỹ khi mà chúng ta vẽ ra, bắt đầu chúng ta tính ngược tính xuôi phải kỹ nào. Công việc C này thì chúng ta thấy nó có hai mũi tên đi này, công việc sau nó là E này, công việc sau nó là gì, F này, nó có hai chiều mũi tên đi này đúng không ạ. Dẫn đến cứ tương tự như vậy, tới đây chúng ta C này, cứ xác định cho tôi C min của thằng nào, min của thằng E đúng không ạ, min của thằng E và LS của thằng F. Đây nó có hai chiều mũi tên này đúng không ạ, hai chiều mũi tên F này đúng không, a thằng này luôn đúng không ạ. Thì điều đó có nghĩa rằng là nó sẽ lấy giá trị là 185 và 20. Đấy E này 20, 185 này, C là F này 20, điều đó có nghĩa là nó sẽ lấy giá trị 20 đúng không ạ. Đây được chưa, 20. Rồi tương tự là D, tôi lấy ví dụ D. D thì chúng ta thấy là từ D nó chỉ có một cái mũi tên lên F mà thôi, dẫn đến là LD nó sẽ bằng là min của LF mà thôi đúng không ạ, LSF mà thôi đúng không ạ, đúng không ạ. Từ đây chúng ta sẽ xác định được đây thêm một min của LFS bằng min của 20, giờ nó bằng 20 đó, chúng ta xác định được 20 đúng không ạ. Rồi từ đây chúng ta sẽ xác định được cái thằng thằng LS có nghĩa là gì, thời gian bắt đầu muộn của B, C và D, bằng cách là lấy cái thời gian bắt đầu kết thúc muộn này của B trừ cho từng cái. Thì giờ ở đây chúng ta thấy 20 trừ 15 còn 5 này, 20 trừ 10 còn 10 này, 20 trừ 5 bằng 15 này, được chưa. Thì chúng ta sẽ xác định được cái thằng này. Cũng tương tự như vậy, bắt đầu tới đây chúng ta sẽ xác định cái thằng LF của thời gian kết thúc muộn của A đúng không. Thời gian kết thúc muộn thì chúng ta nhìn thấy mũi tên đây nó có 3 thằng lận đúng không, B, C và D. Chúng ta lấy giá trị nhỏ nhất của thằng B, C và D, giá trị nhỏ nhất là gì, là 5 đúng không ạ. Đây B là cái thời gian mà bắt đầu muộn của B là 5, thời gian bắt đầu muộn của C là 10, thời gian bắt đầu muộn của D là 15. Lấy giá trị min, tính ngược thì lấy giá trị min, tính xuôi có nghĩa là từ trái sang phải thì lấy giá trị max, từ phải sang trái thì lấy giá trị min, được chưa. Đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng ở đây nó là 5 đúng không. Từ đó chúng ta sẽ lấy rằng gì, cái thời gian bắt đầu muộn của A là 0, được chưa. Thì nôm na loại là bước tính ngược. Ở đây chúng ta đã hiểu chưa, xác định ở các cái giá trị này. Các bạn có thắc mắc gì không, đơn giản mà đúng không, không có gì phức tạp cả. Rồi mời bạn Thảo Nguyên. Thì tôi thấy là lúc mà tính cái này ở trong bài đó, có cần ghi các bước tính không, hay là chỉ cần ghi cái bảng A, cái bước trong sơ đồ thôi? Gần ghi cái bảng thôi, đã tôi biết rồi. Đây nè, chẳng qua là đây mình hướng dẫn cho các em đúng không, tính ra. Nhưng mà khi mà các em tự tính trong nháp, sau đó chúng ta đưa vào trong cái bài tự luận nộp cho mình là dưới dạng này thôi nghe. Có nghĩa rằng là nhìn vào đây là mình đủ biết rồi. Thật ra thì nếu mà các em làm quen rồi á, thì các em cũng nhìn giống như mình là mình biết rồi. Bao giờ gán đây bằng 0 thì cái thằng này bằng 5 đúng không. Thằng này là lấy giá trị max, thì ở đây tôi nhìn cái là tôi biết rồi. Tuy nhiên ở đây là các em không cần phải tính ra. Nhớ nha, các em không cần phải tính ra khi mà các em nộp tiểu luận, mà các em tính trong nháp thôi. Chứ tự nhiên là trong một cái bài tiểu luận nhìn nó rất là đẹp, chúng ta không cần phải tính ra đúng không. Nhìn vào đây là tôi biết các em làm đúng hay sai rồi, nhớ nha. Để ừ, cảm ơn. Rồi đây chúng ta thấy không, ở đây thì sau khi tính toán xong, mình hướng dẫn cho các em tính thôi. Ở đây thì mình hướng dẫn cho các em tính thôi. Mình sẽ gửi cho các em slide này, hình như là gửi rồi. Tuy nhiên mình sẽ update lại, mình sẽ gửi lại để cho chúng ta tính. Đây, thì sau khi mà chúng ta tính ra xong, thì nó sẽ có một cái khái niệm là đây, được chưa? Đây, để cái bảng này ra cho chúng ta. Được chưa?
Rồi, sau khi mà chúng ta tính ra xong, bây giờ chúng ta mới tính cái thời gian dự trữ từng công việc này, đúng không? Thời gian dự trữ từng công việc thì nó khá là đơn giản. Chúng ta sẽ lấy cái thời gian bắt đầu muộn trừ cho thời gian bắt đầu sớm, thì chúng ta sẽ xác định được cái thời gian dự trữ. Đây, ở đây chúng ta thấy không? SL, SL sẽ bằng gì? LS của A. LS có mỗi công việc trừ cho ES. Đây, chúng ta thấy này, bắt đầu chúng ta tính này. 0 trừ 0 bằng 0, được chưa? Công việc A. Công việc B, 5 trừ 5 bằng 0, công việc B. Công việc C, 10 trừ 5 bằng 5, được chưa? Công việc D, 15 trừ 5 bằng 10, đúng không? Công việc F là gì? 20 trừ 20 bằng 0. Công việc G, 30 trừ 30, đúng không? Bằng 0. Công việc E là 185 trừ cho 20, 165. Công việc H là 200 trừ 200 bằng 0. Thì nôm na chúng ta sẽ xác định được cái thời gian dự trữ. Được chưa? Khá đơn giản đúng không? Đây. Nói tóm lại, sau khi chúng ta tính toán xong, các bạn phải đưa vô cho mình. Và nôm na chúng ta phải, sau khi chúng ta học cái này xong, thì thực ra sau này khi mà quản trị dự án, chúng ta nhìn công việc A là người ta nhìn vào đây thôi. Công việc A thì bao giờ là thời gian bắt đầu sớm của nó là gì? Bắt đầu luôn, đúng không ạ? Cái thời gian thực hiện của nó là gì? 5 ngày. Và thời gian mà chúng ta có thể kết thúc sớm, đúng không? Là 5 ngày. Tại vì vấn đề là chúng ta bắt đầu thì kết thúc luôn, đúng không ạ? Cũng tương tự như vậy là thời gian bắt đầu muộn là không có, đúng không ạ? Và thời gian kết thúc muộn cũng 5, có nghĩa là cái công việc này là cái công việc mà nó bắt buộc là chúng ta phải hoàn thành đúng thời hạn, không có được trì hoãn. Tại vì vấn đề sao? Tại vì cái công việc, cái thời gian dự trữ dành cho cái công việc này không có. Đây. Thì nôm na, khi mà chúng ta xác định được cái thời gian dự trữ thì người ta coi những cái công việc này là cái công việc căng. Thực ra công việc căng thì nó sử dụng một cái ông gọi là Henry Gunn, ông mới tạo ra cái này. Đó lý do tại sao mà người ta gọi là công việc căng. Tuy nhiên thì mình không có nói về cái vấn đề lịch sử nữa, đúng không ạ? Mà nôm na tới đây, sau khi mà chúng ta xác định được cái thời gian dự trữ này thì chúng ta sẽ xác định được, coi thử cái công việc nào là công việc căng. Đây. Công việc nào mà có thời gian dự trữ bằng 0? Đây. Công việc A này, đúng không? Một cái này, tô màu đỏ này, đúng không? 0, 5, 10, đúng không? Công việc B này, cái thời gian dự trữ cũng bằng 0, đảm bảo là công việc gan. Đây. Công việc C này, thời gian dự trữ bằng 5, có nghĩa rằng là gì? Chúng ta có thể bắt đầu hoặc kết thúc trong giai đoạn là gì? Kéo dài nó thêm 5 ngày nữa cũng không có bị trì hoãn, có nghĩa là dự án vẫn kết thúc đúng hạn. Thì điều đó có nghĩa là nó không phải là công việc gan. Đây. Công việc 10 là không phải công việc ăn. Công việc F, chúng ta thấy F này, cái thời gian dự trữ bằng 0, nó là công việc ăn, được chưa? Dẫn đến công việc G này cũng là việc công việc ăn. Đây. Công việc E không phải là công việc ăn, vậy vì thời gian dự trữ của nó có thể kéo dài tới 165 ngày, đúng không? Thời gian dự trữ của nó này. Công việc G, đúng không ạ? Và công việc H, đây, chúng ta thấy thời gian dự trữ bằng 0. Thì nôm na tới đây thì các em, chẳng hạn là khi mà trong dự án của chúng ta đó, thì đây, chúng ta phải, sau khi mà chúng ta xác định xong, tới đây là xong rồi, đúng không? Thực ra, các em chỉ cần vẽ cho mình, mặc dù nãy giờ mình hướng dẫn các em tính cũng như vẽ, nhưng mà thực ra chúng ta chỉ cần vẽ cho mình một cái bảng như thế này thôi, ở trong dự án của chúng ta liên quan tới cái bước này. Hiểu ý không? Mỗi cá nhân là chỉ cần vẽ cho mình một cái biểu đồ, tính toán cho mình một cái biểu đồ. Còn ở đây là do mình hướng dẫn các em nên dẫn đến là nó có nhiều bước, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta này, bắt đầu này, công việc này là công việc gan, đúng không ạ? Lúc nãy tôi đã xác định rồi, công việc này 000 là công việc gan này, đúng không ạ? F này, G này, đúng không ạ? H này, đây. Thì sau khi mà chúng ta xác định xong thì người ta sẽ có những cái công việc gan là công việc mà có thời gian dự trữ bằng 0. Lúc này chúng ta sẽ tô đậm lên, tô đậm những cái đường này lên, cái đường kết nối giữa A và B này, B và F này, F và G này, G và H thì người ta gọi là đường gan. Thì thực ra thì chúng ta cũng không cần ghi gì đâu, người ta chỉ cần nhìn vào đây người ta biết rằng cái công việc gan là những cái công việc mà chúng ta phải bắt buộc phải làm trong cái dự án này, mặc dù công việc C và D người ta không quan tâm cho lắm, nhưng những cái công việc này bắt buộc phải hoàn thiện, đó là công việc A này, công việc B này, công việc F này, công việc G và công việc khác. H thì nôm na những cái khi mà chúng ta hoàn thiện được các công việc đó thì coi như là chúng ta hoàn thiện được dự án. Và để có thể tính được tổng thời gian thực hiện dự án này, người ta sẽ lấy cái thời gian thực hiện công việc A là 5 ngày này,
cộng cho thời gian thực hiện công việc B là 15 ngày là 20 ngày này, cộng cho thời gian thực hiện công việc F là gì? 30 ngày này, cộng cho thời gian thực hiện công việc G là gì? 170 ngày là 200 ngày này, và cộng cho thời gian thực hiện công việc H là 0 này, đúng không? Thực ra nó là đây là 235 ngày này. Thì đó lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng người ta sẽ khi mà nhìn vào cái sơ đồ, thì chúng ta thấy rằng là ứng với mỗi mục tiêu cụ thể thì từng các thành viên trong nhóm phải vẽ được cho mình cái này, đúng không ạ? Và xác định cho mình cái này. Nếu mà chúng ta xác định sai, các em lưu ý rằng là mình sẽ kiểm tra. Cái này đơn giản lắm, dù chúng ta chẳng hạn như là dù chúng ta để, tại vì vấn đề là bao giờ nó cũng gán không, bao giờ nó cũng gán gì bằng cái thằng này, thì dẫn đến là chúng ta tính sao thì nó cần phải chính xác, đảm bảo nó sẽ có những cái thời gian bằng không. Bất kể một cái dự án nào, chúng ta sẽ thấy là phải có đường ra, phải có những cái công việc mà bắt buộc. Thì để có thể xác định cái đó thì cái ông gọi là ông găng đó, ông tạo ra cái công cụ này. Thì nôm na thì tới cái bước này coi như là chúng ta đã gần như là hoàn thiện ở cái bước gọi là sơ khai, để mà trước khi mà chúng ta bắt đầu là mô tả cái dự án coi như là xong. Các cái bước tiếp theo sau khi mà xong xuôi thì bắt đầu là thực hiện thôi, đúng không ạ? Sẽ tiến hành thực hiện, đồng thời sẽ có các cái biện pháp về kiểm soát. Thì cái phần đó thì ở trong sách thì giáo khoa mình cũng đã mô tả rồi, chúng ta chỉ đọc thôi, tham khảo thêm thôi. Rồi tới đây thì chúng ta đã hiểu chưa liên quan tới cái bước này? Rồi mời bạn Thủy Tiên. Cũng được, không sao đâu. Không, mình hiểu ý rồi. Tại vì trong trường hợp này mình lấy cái ví dụ đơn giản, nó chỉ có một cái công việc bắt đầu thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp các bạn có ba công việc bắt đầu cùng một lúc khi mà chúng ta thực hiện cái công đó, đúng không? A, B, C là đồng thời, thì các em lúc này á, các em tạo cho mình một cái điểm bắt đầu. Và tất nhiên rồi, khi mà đồng thời như vậy thì các em gán, nhớ nghe, các em gán cái thằng này nó bằng 0, thằng A này bằng 0, thằng B này bằng 0, thằng C đó bằng 0. Tại vì vấn đề ở chỗ là gì? Nó bắt đầu một cách đồng thời và từ đó chúng ta tính thôi, đúng không? Các bạn hiểu ý không? Chính xác. Đúng rồi. Chẳng hạn người ta kêu rằng là nếu mà trong trường hợp của nhóm em á là có ba công việc bắt đầu một cách đồng thời, đúng không? Thì người ta nói rồi, những cái trường hợp đó thì chúng ta nên để một cái nút gọi là nút bắt đầu, để người ta biết được rằng là bao giờ nó cũng có cái đây, bao giờ cũng có cái khái niệm là trong cái lúc nãy, ví dụ đây, chẳng hạn như là trong cái trường hợp này này, nó có hai cái công việc bắt đầu một cách đồng thời, dẫn đến là người ta tạo ra một cái nút start thôi, cái nút này nó chẳng ảnh hưởng gì cả, đúng không? Cũng như là trong cái trường hợp mà chúng ta có ba công việc kết thúc một cách đồng thời, đúng không? Thì chúng ta để một cái end này thôi, đúng không ạ? Đây, trong cái trường hợp này này thì bao giờ các em cũng tính end này thôi. Còn lại khi mà chúng ta tính cái thời gian, ước lượng thời gian thì chẳng hạn như là ba thằng này bắt đầu một cách đồng thời, dẫn đến là cái thằng là thời gian bắt đầu sớm của A, chúng ta sẽ gán bằng 0. Thời gian bắt đầu sớm của B, trong trường hợp này đi, chúng ta cũng gán bằng 0, được chưa? Từ đó chúng ta tính ra thôi. Tính ra thì cứ tương tự như vậy chúng ta tính thôi, không có gì khó cả. Còn trong cái trường hợp mà nếu mà nó có hai cái thằng này một cách đồng thời thì chúng ta cũng tính ra thôi, chúng ta gán. À, trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ gán cái thằng nào có giá trị lớn nhất vào. Rồi, nó cũng thật ra thì các em phải triển khai ra đi, các em sẽ thấy nó cũng không sao hết. Dù chúng ta có bao nhiêu công việc mà bắt đồng thời thì chúng ta cũng tính được hết. Theo cái phương pháp găng này thì chúng ta tính được hết, không có gì mà chúng ta đáng đo đâu, đúng không ạ? Không sao cứ như thế này, các bạn lưu ý như thế này, trong quá trình mà chúng ta làm á, khi mà bắt đầu chẳng hạn như là từ ngày nay trở đi cho đến khi mà trước khi chúng ta nộp á, nhớ nghe, là nhóm nào mà có thắc mắc gì, làm không được, làm không ra thì báo cho mình để mình coi thử, chứ không phải nhất thiết là cứ cứ phải là tới ngày nộp rồi tôi mang tính chất là phán xét đâu.
mà tôi mang tính chất hỗ trợ cho các em, quan trọng là chúng ta phải hiểu đúng không ạ? Chứ chúng ta không hiểu thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà chúng ta học môn này. Còn điểm chắc chúng ta không có quan trọng, mình sẽ hỗ trợ các em hết mình. Có nghĩa rằng là từ đây trở đi, sau cái buổi này coi như là xong rồi, thì từ đây trở đi thì nó có hai cái nấc. Một cái nấc là trước ngày 31 tháng 12 thì các em phải nộp, đúng không ạ? Có cái ba cái bài mà mình hướng dẫn đó. Khó khăn chỗ nào thì cũng phải gọi cho mình, đúng không ạ? Nếu mà không hiểu thì cứ thông qua bạn Duy, nhóm này có vấn đề này thì mình sẽ trả lời rất là nhiệt tình thôi, chứ không có khái niệm gì hết, đúng không? Kể cũng như là sau cái khoảng thời gian đó cho đến cái ngày 22 tháng 1 các em nộp cho mình, thì có cái vấn đề gì thắc mắc thì các em cũng nói. Thực ra mình cũng muốn cho các em cái điểm cao nhất, đúng không ạ? Và cái điểm cao nhất thì cái bài chúng ta cũng phải thể hiện tốt nhất. Tất cả các thành viên trong nhóm, mỗi thành viên cũng như là tất cả nhóm các em, chứ mình cũng không có làm khó gì, mình chỉ muốn cho các em điểm A thôi, đúng không ạ? Dẫn đến là trước khi mà cái bài cuối cùng, cái bài đó là mình phải nộp, mình phải lưu cũng như là nộp về khoa, đúng không ạ? Và người ta nói rồi, giấy trắng mực đen thì chịu thôi, đúng không ạ? Do đó thì trước cái khoảng thời gian đó có cái gì thắc mắc thì chúng ta làm hết. Bây giờ tôi cho các em điểm A cũng được, đúng không ạ? Nhưng mà vấn đề là cái bài mà chúng ta nộp cho mình, cái bài tiểu luận nó phải chỉnh chu, đúng không ạ? Và từ đây đến ngày đó chúng ta cố gắng chỉnh chu. Khó chỗ nào, đừng chẳng hạn như là vì một lý do nào đó chúng ta vẽ không ra, chúng ta tính toán không ra, thôi kệ, thì rất là đáng tiếc, đúng không ạ? Chúng ta cứ liên lạc với mình, chẳng hạn như là cái chỗ này em tính như thế này không ra, thì mình coi thử như thế nào, mình sẽ hướng dẫn thôi, chứ có cái gì đâu mà phải, đúng không ạ? Do đó những cái bước trên thì nó cũng khá là đơn giản mà thôi. Quan trọng cái bước này, khi mà chẳng hạn như là khi bắt đầu chúng ta vẽ đó, nó có phức tạp chỗ nào, không hiểu chỗ nào, thì các em có thể là từ đây cho đến khi nộp, nhớ nha, từ đây đến khi nộp bài liên hệ lúc nào cũng được. Tại vì sau khi mà dạy xong lớp các em bữa nay, coi như là mình cũng làm điểm quá trình, chúng ta cố gắng trước ngày 31 chúng ta phải hoàn thiện để mình làm điểm quá trình, để mà mình trước hết làm điểm quá trình đã. Còn lại từ đó cho đến khi mà ngày 15 tháng 2 tôi mới bắt đầu đi dạy lại, thì nói chung là từ đây trên trước khi thi thì các em gọi cho tôi lúc nào thì tôi cũng hỗ trợ cho các em. Nhóm không hiểu chỗ nào thì chúng ta có thể liên lạc qua Zalo để mình chứ đừng có mà thà như tự luận thì không nói. Tự luận thì nhiều lúc là do các em thôi, tại vì tự luận thì cái đề không thể nào là tôi công bố trước được, đúng không ạ? Làm thì do các em làm. Tuy nhiên vấn đề ở đây tự luận thì cái đề nó đã rõ ràng rồi, thì cũng chẳng có cái gì mà phải giấu giếm cả. Do đó vấn đề khi mà chúng ta làm không được thì chúng ta phải liên lạc với mình là tại sao chỗ này nó thế này, tại sao chỗ này nó thế kia, nhớ nha. Nó chẳng thành vấn đề gì đâu. Mình muốn các em đã tham gia môn học này thì nó là một cái môn học thì mang tính chất tự chọn, cũng như là nó có thể giúp ích cho chúng ta sau này liên quan đến vấn đề là lỡ mày nhìn vào cái bảng điểm, đúng không ạ? Có học môn này rồi, điểm cao thì người ta cũng sẽ ưu ái cho chúng ta hơn là so với điểm thấp. Đến mình chẳng muốn để các em điểm thấp đâu. Do đó vấn đề là khi mà chúng ta làm có thắc mắc gì nói rõ nha. Rồi cái phần này nó có ai thắc mắc gì nữa không? Dạ thầy ơi, cái phần này thì nhóm em ok rồi ạ. Nhưng mà em muốn hỏi là về cái từ cái giai đoạn mà mình thực hiện cái bảng WBS á thầy, từ giai đoạn 1 là xác định các công việc cần đưa vào tiến độ của dự án á, là lúc đó là nhóm em là có 6 người và chia ra 6 mục tiêu, và mỗi thành viên thực hiện một mục tiêu. Nhưng mà đến tới cái giai đoạn 2 là sắp xếp trình tự các công việc và là lập thời gian á thầy, là lúc đó là tụi em không hiểu là nên là tụi em đã chia ra lại thành là 10 cái hoạt động và chia ra lại là mỗi thành viên lại đảm nhận các nhiệm vụ khác á thầy. Nên là như vậy có được không thầy ha? Thế này, những cái bài mà chúng ta đã làm để mà nộp cho cái bài quá trình không thành vấn đề nha. Dạ. Cái đó mà mình hiểu với em rồi. Tuy nhiên thì cái bài tiểu luận là một cái thứ khác, chúng ta tách ra đi nha. Những cái vấn đề mà chúng ta có thể là nhóm đang làm thì cố gắng hoàn thiện cho mình trước ngày 31 liên quan tới cái điểm quá trình, được chưa? Còn lại sau đó thì theo hướng dẫn từ bây giờ bắt đầu mình hướng dẫn, theo nãy giờ chúng ta đang làm đó, thì các thành viên trong nhóm, tại vì chúng ta có một khoảng thời gian cũng khá là dài từ đây cho đến ngày 22, thì có thể rằng là tại vì chúng ta nộp tiểu luận thì có thể mình để cho các em tới 23, 24 cũng được,
nhớ nghe, mình có thể để cho các em một cái khoảng thời gian là từ sau khi mà chúng ta bắt đầu thi, có thể là dao động từ 22 đến 23, 23, 24, đúng không ạ? Thêm 2 ngày nữa. Do đó thì các nhóm đã phân như thế nào thì chúng ta cứ làm như thế đó, liên quan tới cái bài, các cái bài mà quá trình. Còn lại là từ liên quan tới cái bài thi, bài nộp báo cáo thì các em sắp xếp sao theo đúng trình tự của mình mà chiều giờ mình nói nha. Rồi mời bạn Tiên. Được. 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 Ý em là liên quan đến cái bài sửa lại thôi, đúng không? Chúng ta đã sửa lại rồi thì chưa có sao đâu. Không. Mình nói rồi, mình hiểu ý các em rồi, các em đang sợ liên quan tới cái bài quá trình đúng không? Và giới hạn thời gian mình mở cũng được, nhưng không thành vấn đề đâu. Không thành có nghĩa rằng là chúng ta đã làm rồi, tới bước nào đã làm bước đó, những cái bài đó là mình hướng dẫn các em mà thôi. Do đó không phải rằng là bây giờ thầy dạy hết rồi, bây giờ chúng ta đổi lại từ cái bài 1 cho đến bài 2, không cần, đúng không ạ? Mình chỉ chấm theo từng giai đoạn. Giai đoạn đó tôi yêu cầu các em lập cái lớp BBS, là lập WBS đâu. Giai đoạn đó tôi đâu nói các em liên quan đến vấn đề là trình tự như thế nào, đúng không ạ? Trình tự của nó lại là một bài khác, đúng không ạ? Ước lượng thời gian của nó lại là một bài khác, nên các em lưu ý là không thành vấn đề, đúng không? Tuy nhiên ở đây nè, đừng có quan tâm đến cái bài quá trình, đúng không ạ? Ít nhiều tôi cũng sẽ đảm bảo cho các em cái điểm tối đa mà thôi. Ít nhiều tôi cũng sẽ đảm bảo cho các em cái điểm tối đa, tại vì cái yêu cầu của tôi tại cái thời điểm đó liên quan tới cái bài đó chỉ vậy thôi, là tôi cảm thấy rằng là được rồi. Còn lại là từ khi mà mình dạy, từ khi các bước bắt đầu là những cái bước sau này, thì mình luôn luôn khuyến cáo thôi là chúng ta cứ tạo ra nhiều công việc, có nghĩa rằng là có thể cái bài tới đây các em có thể là gì, cái bài trước đây em có 3 công việc thôi, nhưng cái bài này em đã có 10 công việc nữa, tốt có gì đâu, đúng không ạ? Và chúng ta có thể giữ luôn 10 công việc đó nếu mà chúng ta cảm thấy rằng là tôi không thể tạo thêm được công việc nào nữa. 10 công việc đó chúng ta đưa vào cái bài tiểu luận cũng được, không sao. Quan trọng là gì? Ở đây mình nói rồi, chúng ta cố gắng là đưa khoảng từ 10 đến 15 công việc mà thôi. Thì có thể bổ sung thêm mà. Khi mà chúng ta làm tiểu luận thì chúng ta có thể bổ sung thêm, tôi đâu có, cũng được mà. Do đó vấn đề chúng ta tách ra. Các em đừng có sợ liên quan tới hai vấn đề đó là điểm quá trình và cái điểm thi. Nhớ nha, hai cái phần đó khác nhau. Điểm quá trình thì nó theo từng phần rồi, do đó không phải sợ. Sợ trước đây tôi hiểu ý các em rồi. Chẳng hạn như là trước đây thì một số bạn thì cũng mới làm sơ sài thôi, hôm nay là vậy, đúng không? Cũng không thành vấn đề đó. Vì tại thời điểm đó tôi cũng hướng dẫn theo cái kiểu sơ sài, còn càng ngày chúng ta càng chi tiết thì chúng ta sẽ có những yêu cầu, và cái thứ đó nó sẽ thể hiện ở trong cái bài thi. Nhớ nha. Rồi mời bạn Linh. Dạ thưa thầy, là em hỏi là những cái phần bài sau này mình làm cá nhân á, thì mình nộp cá nhân hay là nộp theo nhóm ạ? Các em sẽ nộp theo nhóm, nhưng mà trong cái bài nhóm đó nó sẽ có từng ghi tên từng cá nhân, được, trước mình nói với các em rồi, để tránh cái trường hợp là chúng ta nộp nhiều, đúng không? Và mình lưu ý như thế này là mình yêu cầu, tại vì vấn đề là nhóm thì mình mới biết được bạn này nó trong nhóm nào, và tôi sẽ nhìn vào trong đó, tôi sẽ chấm từng bạn một. Các em lưu ý yên tâm đi, chẳng hạn như là nhóm A có 10 bạn, đúng không ạ? Trong cái phần liên quan tới cái bài đó, tôi sẽ coi 10 bạn đó, tôi sẽ mở một bài ra tôi coi thôi và tôi chấm. Nhớ nha. Dạ rồi, em cảm ơn ạ. Cho tránh cái trường hợp là tại vì lớp chúng ta đông rồi cứ mỗi bạn làm một cái, rồi cuối cùng tôi không biết là các bạn đang ngồi trong nhóm nào. Tại vì nó liên quan tới cả nhóm mà, đúng không ạ? Do đó thì các em sẽ thấy rằng là các cái bài mà mình đã up trên hệ thống LMS rồi là nộp theo nhóm. Và các cái phần đó thì cá nhân nào làm liên quan đến phần đó thì cá nhân đó ghi tên vào ở trong cái bản buộc của các em á, trong cái nhóm đó. Còn vấn đề thi thì chúng ta phải nộp dưới dạng cá nhân, cái đó là bắt buộc rồi, đúng không ạ? Lúc đó chúng ta cũng... Rồi mời bạn Duyên. Dạ,
là vấn đề thi luôn đó thầy. Vậy là lúc mình thi là thầy sẽ ra một cái đề nó liên quan tới cái dự án của tụi em để tụi em làm một bài mới để nộp cho thầy đúng không ạ? Không, chúng ta lấy luôn cái dự án chúng ta đang làm á, Thì chúng ta hoàn thiện nó luôn. là tổng hợp từ đầu tới cuối luôn hả thầy? Hay là từng Đúng phần vậy? rồi, tổng hợp từ đầu tới cuối. Vậy nếu mà thầy kêu là cái phần điểm quá trình thì nó chấm riêng, còn tiểu luận thì chấm chung, thì nếu mà vậy là mình phải sửa từ đầu tới cuối luôn á thầy, tại vì tụi em nói là tụi nó không có khớp á, nên là vậy khi thi là phải sửa lại từ đầu tới cuối luôn. À, đây Với em là vậy. Sao em làm gì mà từ đầu đến cuối nãy giờ, đây rồi, đây chúng ta làm, đây nhớ nha, đây cái thứ mà tôi yêu cầu các em sẽ làm, đây cụ thể.